là đã bắt đầu đã bắt đầu ứng dụng những cái tư duy mà tú chia sẻ với các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm qua vào trong cuộc sống của mình ờ, thì các anh chị hãy giờ comment số 1 anh chị ha cái tư duy mà qua Tú chia sẻ với các anh chị đó chính là gì ạ ờ, là khi trước khi chúng ta làm bất kỳ việc gì chúng ta sẽ không làm theo cái cách làm cũ nữa anh chị và không làm theo cái hệ tư duy cũ nữa mà trước khi chúng ta uh, quyết định hay là hành động bất kỳ một cái điều gì thì chúng ta hãy tự hỏi chính mình xem là nếu như một cái người mà chịu phú đô la hay là một cái người thành công ấy thì với cái trường hợp này với cái sự việc này thì họ sẽ hành xử và xử lý nó như thế nào và các anh chị trong suốt một ngày thì chúng ta đều phải ứng dụng cái tư duy này anh chị nha vào trong mỗi cái hành động của mình luôn là chúng ta đón tiếp nhận một cái thông tin tiếp nhận một cái sự việc tiếp nhận một cái tình huống một cái việc gì đó đến với cuộc đời của mình Uh, thì chúng ta cũng biết được rằng là mọi điều đến với cuộc đời của mình Là do mình ra quyết định lên chị Là do mình ra quyết định mà Chứ là phải tự dưng không không mà nó đến đâu Nên nếu mà giả sử nó đến rồi thì mình phải gì à? Phải nhận thôi uh, Vậy thì câu hỏi đặt ra khi mà chúng ta đứng trước một cái tình huống Một cái sự việc như vậy Thì chúng ta sẽ uh, uh, đặt cái câu hỏi là Nếu mà một cái người chị phú đô la Một cái người thành công họ gặp cái trường hợp này Thì họ sẽ, uh, sẽ xử lý như thế nào Điều mà họ sẽ xử lý như thế nào quan trọng nhất anh chị nha để có được cái kết quả mà các anh chị mong muốn ấy có thể là một số anh chị mong muốn về cái tài chính có anh chị là mong muốn gia tăng thêm về cái tài sản của mình có anh chị thì ở chúng ta mong muốn tự do về tài chính hay là đạt được cái mục tiêu về mối quan hệ hòa hợp hay là có được cái sức khỏe hoàn hảo thì bất kỳ chúng ta mong muốn cái điều gì ấy anh chị thì cái việc mà một cái hành động mà các anh chị thực hiện trên cái hành trình của mình ấy nó rất là quan trọng luôn À, kể cả có nghĩa đây là gì anh chị bất kỳ cái mục tiêu anh chị muốn đạt được là gì thì cái hành động mà các anh chị thực hiện và đưa ra cái quyết định là mình sẽ làm gì à, trong cái sự việc cái sự kiện đó trên cái hành trình anh chị đi nó rất là quan trọng anh chị nha nếu mà mình học ở đây anh chị mà mình không ứng dụng thì không có chuyện gì xảy ra đến với cuộc đời của mình hết nên là tại sao ấy có Ờ, các anh chị có thể thấy là rất là nhiều người họ nói rằng ấy đọc sách đấy làm sao mà giàu được vào đọc sách nếu mà giàu ấy thì chúng ta ai cũng giàu hết rồi nếu mà chỉ ngồi đọc sách thôi mà giàu ấy anh chị thì chắc ai cũng giàu hết và tất nhiên là nếu mà anh chị chỉ ngồi học thôi mà anh chị không gọi là anh chị không ứng dụng thì không thế nào anh chị đạt được cái điều anh chị mong muốn được cái đó là điều hiển nhiên rồi giống như cái câu chuyện anh chị đứng bên đây bờ sông anh chị nhìn qua bên kia bờ sông và anh chị ước rằng hồ biến cái mình bay mình 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 ở bên kia hồ sò bờ, bờ sông làm sao mà được mình phải có một cái hành động là một là mình bơi qua hay là mình treo thuyền qua thì giống như bây giờ anh chị đặt cái mục tiêu là anh chị trở nên thành công và giàu có thì anh chị phải có một cái hành động cụ thể một cái kế hoạch cụ thể một cái con đường cụ thể để chúng ta hành động và tiến tới cái mục tiêu của mình vậy thì cái việc mà chúng ta đọc sách anh chị ha nó là gì à? nó giống như là một cái nguyên liệu anh chị một cái chất là gọi là cái nhiên liệu xăng ấy, anh chị theo anh chị xe mà không có xăng nó đi theo anh chị nếu mà xe mà không đi bằng xăng thì chắc chắn là, là là là, chỉ có xe đạp thôi anh chị nha mà anh chị cho tôi hỏi xe đạp đi có nhanh không ạ xe đạp đạp có nhanh không anh chị không không những không nhanh mà đi đường dài nó còn bị xúc sơn nữa. thậm chí là bánh xe mà nóng quá cái nó cũng không được khỏe luôn nhưng mà xe máy thì mình đi nó nhanh nhưng mà nó cần xăng anh chị thì tôi ví dụ sách ở đây là xăng anh chị còn nếu mà mình tay không bắt giặt mình không có một cái trí tuệ không có một cái kiến thức nào hết thì giống như cái việc chúng ta đi xe xe đạp ấy mình lựa chọn cái phương tiện đi đến mục tiêu của mình là xe đạp thì thay vì người ta đi 5 năm 3 năm 5 năm người ta tới mục tiêu rồi anh chị đi 10 năm 20 năm 30 năm chưa tới luôn thậm chí tới cuối đời cũng chưa tới luôn À, mà nên là nếu mà anh chị học mà anh chị không có hành động ấy à, thì giống như việc đọc sách mà không ứng dụng ấy, anh chị nhưng mà có một sự thật anh chị biết không ạ à? đó chính là có rất là nhiều người nói đọc sách mà giàu thì chắc là cả thế giới giàu hết nhưng có một sự thật anh chị ha là những cái người nói câu đó thì thường họ không có đọc sách và anh chị biết không ạ à? à, có một điều rất là tuyệt vời là đúng là không phải đọc sách ai đọc sách cũng giàu nhưng mà tất cả những người giàu trên thế giới đều đọc sách anh chị. Được không ạ? À? À, đúng là không phải ai đọc sách cũng giàu. Nhưng mà tất cả những người giàu trên thế giới đều đọc. Họ đều là những người rất là yêu thích đọc sách. Cái việc đọc sách đó anh chị nha. À, được không ạ? À? Nên là chúng ta phải ứng dụng. Chứ bây giờ anh chị chỉ ghi chép xong anh chị đóng vỡ lại. Thì coi như là buổi tối hôm nay mình dành ra một tiếng rưỡi thì công giả trang đó nên quan trọng là cái bước thứ hai anh chị ha bước thứ một thì ai cũng học như nhau à, học và đọc sách như nhau nhưng quan trọng cái bước thứ hai ứng dụng vào trong cuộc sống thực tế của mình và quan trọng nhất là ai là người kiên nhẫn và kiên trì mỗi ngày ứng dụng vào trong cuộc sống của mình một cách kỷ luật đều đặn và liên tục để mình biến những cái thói quen của những cái người thành công ấy nó trở thành cái lối sống của mình được không ạ à? nên là khi mà các anh chị làm một cái vị đó trong ngày, ấy, các anh chị hãy tự hỏi chính mình à, là nếu như là một cái triệu phú đô la, một cái người thành công, à, thì khi họ gặp cái sự việc này, cái tình huống này, cái cái vấn đề này thì họ sẽ xử lý nó như thế nào, được không ạ? À? Và nếu như mà cái câu trả lời là gì ạ? ở một triệu phú đô la họ sẽ làm việc với một trăm năng lượng. Họ làm việc với cái niềm đam mê yêu thích à, Ví dụ anh chị ha à? Nên là khi mà chúng ta bắt đầu có cái câu trả lời à, Có cái câu trả lời là Mình phải bắt đầu làm việc với 100% năng lượng Thì sao anh chị à, Thì ví dụ như mỗi buổi sáng đi Mỗi buổi sáng à, Các anh chị đặt ra cái mục tiêu Anh chị phải hoàn thành hai chương sách Hay là các anh chị bắt đầu chép iDream À thì tú cũng lưu ý một xíu anh chị Hôm nay chúng ta đã đến ngày số 7 rồi trong cái chuỗi hành trình 30 ngày thu hút cái sự thịnh vượng trong năm 2023. À, nên là những anh chị nào mà chúng ta mới tham gia cái buổi Zoom này đầu tiên ấy, ngày đầu tiên trong cái chuỗi 7 à, trong cái chuỗi 30 ngày hôm nay là ngày thứ bảy rồi. À, 6 ngày trước chúng ta chưa tham gia thì các anh chị hãy nhắn tin cho cái người bạn gửi được gửi cái đường link Zoom trong buổi tối hôm nay cho các anh chị ấy, để mà họ gửi cho các anh chị cái link YouTube để xem lại từ ngày 1 tới ngày 6. À, để chúng ta có thể theo kịp anh chị em trong nhóm được không ạ? À? À, và chúng ta có yên tâm là không cần phải ghi âm hay là quay lại cho anh chị ha bởi vì à, dù mà cũng ta chúng ta là có được quay lại và à, lưu giữ lại nên là chúng ta sẽ được nhận cái đường link để xem lại anh chị nha à, nên là chúng ta cứ tập trung cứ tập trung anh chị à, tập trung à, hiện diện à, thân tâm trí của mình ở đây à, để mà chúng ta đón nhận kiến thức được mà chứ bây giờ mà mình vừa lay hoay <laughs> mình à, à, không có nghe rồi quay sang trái quay sang phải thì thì nó cũng không có ok anh chị nha được không ạ đấy à, ví dụ anh chị hay là ừ, chúng ta đặt mục tiêu là mình sẽ chép được 30 phút live stream ba ừ. mươi phút livestream thì sao đó anh chị ờ, và có nghĩa là chúng ta ở mỗi khi mà bên trong mình ấy mình đặt ra cái mục tiêu rồi nhưng mà mỗi khi bên trong của mình nó có cái lý do và nó đưa cái cớ nó, nó đưa cái cớ nó bảo rằng là hôm nay mình bận lắm gặp khách hàng rồi gặp đối tác rồi làm việc a làm việc b làm việc c chắc là không có đủ thời gian đọc sách và chép bài gym đâu Vậy thì các anh chị phải tự hỏi chính mình như vậy nè vậy thì nếu mà là một cái người triệu phú đô la hay là một người thành công thì khi họ đứng trước cái sự việc này thì họ sẽ hành xử như thế nào và câu trả lời là gì anh chị À, chính là à, họ sẽ gì à? họ một khi mà họ đã đặt ra mục tiêu rồi thì tất cả những người mà thành công anh chị ha họ chắc chắn bằng mọi cách họ phải hoàn thành nó họ sẽ hoàn thành nó một cách xuất sắc đủ mà và nếu như các anh chị đã có câu trả lời rồi thì các anh chị hãy hỏi chính mình hỏi mình một câu như vậy nè vậy bạn có muốn trở thành triệu phú đô la không suy nghĩ gì tạo ra cảm xúc cảm xúc thì tạo ra hành động hành động mới tạo ra kết quả anh chị nha trước khi anh chị muốn có một triệu đô thì anh chị phải có suy nghĩ của một người có một triệu đô chứ anh chị không phải nào nói với tú là bây giờ khi nào có một triệu đô thì khi đó anh bắt đầu có những suy nghĩ và hành động như một người triệu phú đô la được không cái đó giống như cái, cái, cái câu anh chị vừa nói giống như cái việc mà anh chị hỏi bây giờ bây giờ có hoa trái trước sau đó tới cái cành xong tới cái lá tới hoa rồi tới cái thân rồi xong tới cái gốc rồi mới tới cái rễ được không em thì tôi chưa thấy cái cây nào một ngược vậy anh chị ha nên là gì à? công thức người thành công mà suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc cảm xúc thì tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả được không ạ à? nên cái việc của chúng ta chính là gì ạ à? là chúng ta bắt đầu bắt đầu gì à? kiến tạo xây dựng thiết lập lập trình cho mình một cái bộ tư duy triệu phú trước khi mình có thì sau đó uh, vật chất tiền tài và kết quả uh, của một triệu phú đô la sẽ đến với các anh chị thôi À, được không ạ? Bao trong số anh chị hiểu cái điều tôi vừa nói thì comment số 1 anh chị nha. Nên nhiều anh chị nói, thấy cái lúc mà mình nói cái câu mà uh, câu hỏi mà mình hỏi thế bây giờ bạn có muốn trở thành chị phú đô la hay không? Uh, thì bên trong chị trả lời là có nhưng mà nó ngượng lắm em tại vì chị thấy chị chưa có chịu triệu vô mà giờ chị trả lời là có thì cái có làm sao không em không không có làm sao anh chị ạ à? tại vì bất kỳ ai bước gọi là bất kỳ ai đi trên cái hành trình để có một triệu đô anh chị thì họ đều phải bước qua cái hành trình đó chính là phải kiến tạo và xây dựng và thiết lập lập trình cho mình một cái bộ tư duy và nếu mà đến cái việc mà thiết lập bộ tư duy cho mình mà các anh chị còn ngượng anh chị còn không tự tin anh chị nghĩ anh chị còn không dám nghĩ làm sao anh chị có được nghĩ mà còn không dám nghĩ làm sao mà có được anh chị hiểu không ạ à? đầu tiên chúng ta phải nghĩ trước đã nghĩ rồi thì nó mới có bên ngoài anh chị nha nên là nếu mà khi chúng ta hỏi cái câu là ờ, vậy chính mình có muốn trở thành triệu phú đô la hay không và nếu câu trả lời là muốn thì anh chị hãy bắt đầu hành động theo các triệu phú đô la bắt đầu từ những cái suy nghĩ dẫn đến cảm xúc và dẫn tới hành động và tạo ra kết quả đều mà vậy thì làm sao anh chị có thể biết được những cái người mà giàu có những cái triệu phú đô la họ suy nghĩ gì vậy? điều điều này cực kỳ quan trọng nha anh chị nha bởi vì nếu mà mình nói cái câu là à, ờ, vậy thì đứng trước cái sự việc này các triệu phú đô la họ sẽ xử lý như thế nào cái mà bên trong tâm, tâm trí của mình nó không có dữ liệu là coi như xong rồi đúng không ạ tự nhiên là bây giờ mình đứng trước sự việc đó bây giờ mình hỏi thế bây giờ triệu phú đô la xử lý như sao nè bây giờ nếu mà không xử lý cách cũ cũ của tôi thì bây giờ một triệu phú đô la xử lý như sao nè cái bên trong lò đầu của mình nó hiện dấu ba chấm anh chị ba chấm mà không có câu trả lời ấy nên là tôi mới nói anh chị rằng là cái việc mà chúng ta học sinh dung, chúng ta tập trung chúng ta nghe, chúng ta ghi chép về những cái ý chính nhưng mà về chúng ta cũng mơ gì à? ờ, cần phải xem lại và ghi chép từng câu từng chữ anh chị, ờ, cái bộ livestream cũng như là chúng ta gì à? ờ, nghe đi nghe lại, đọc đi đọc lại ứng dụng anh chị, ờ, thì khi đó thì cái lúc mà chúng ta bắt đầu là mình cài đặt anh chị, mình thiết lập rồi thì khi mà mình cần thì nó sẽ bắt đầu nó uh, giả sử mà mình không Ờ, mình mà không ghi thì mình làm sao có cái để mình xem lại đúng không còn giờ chúng ta học mà chúng ta không có ghi thậm chí là không có xem lại luôn thì nói thật với các anh chị lúc mình gặp cái sự việc đó mình không mình mình cũng không biết xử lý như thế nào luôn coi như là coi như là cũng như không rồi được không ạ? À? nên là ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các anh chị những cái tư duy những cái thói quen cũng như những cái phẩm chất của người thành công để mà các anh chị có thêm cái bộ tư duy gốc rễ nè của người giàu để chúng ta có thể ứng dụng và theo dõi cái thói quen của mình. À, và anh chị biết không ạ, à? có một điều rất là đặc biệt luôn, người giàu và người chưa giàu chỉ khác nhau có một cái thôi, à, khác nhau cái thói quen anh chị, à, cái nhau cái thói quen anh chị ha, mà thói quen nó đến từ đâu à? Nó đến từ cái việc chúng ta làm đi làm lại nhiều, mà cái hành động cái đó gọi là hành động, vậy hành động đến từ đâu? Đến từ suy nghĩ của mình đó mà để nó biến thành suy mà để cái điều ấy nó biến thành suy nghĩ của mình thì mình phải tin trước thì mình mới... thì mình mới cho phép nó trở thành suy nghĩ của mình anh chị nha được không ạ à? à, vậy thì à, à, chẳng hạn như những cái người giàu quá anh chị những cái người mà chưa giàu đó, họ hay có cái thói quen họ hay lo sợ họ hay sợ thành ra là họ họ không có dám nghĩ lớn họ chỉ dám nghĩ nhỏ thôi họ bảo rằng là nói trước thì bước nó không có qua nên họ không có dám nghĩ anh chị nhưng mà đối với người thành công anh chị là nói trước thì bước càng qua, tại vì chúng ta biết cái bước đó trong quy luật, trong cái sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn đó chính là cái bước ra quyết định mà. À, còn đối với người giàu anh chị ha thì họ dám nghĩ lớn, họ dám nghĩ lớn anh chị, họ dám ra quyết định, họ dám ước mơ, họ dám gì, họ dám cho phép mình được ước mơ và dám cho phép mình thực hiện ước mơ. Vậy thì ngày hôm nay có một cái thứ mà chúng ta đạt được. Để mà chúng ta có thể đạt được những cái mục tiêu của mình ấy. Thì các anh chị, một cái điều mà rất quan trọng anh chị ha. Là không quan trọng là người khác có tin anh chị làm được hay không. À, không quan trọng người khác có tin anh chị làm được hay không. Nhưng cái người mà cần phải tin mình ấy. Tức là cái người mà cần phải tin là mình thành công anh chị. Đó chính là mình anh chị nha cái người mà các anh chị cần phải tin mình thành công đó chính là mình phải tin mình đầu tiên à, bởi vì những ngày trước tôi có chia sẻ với các anh chị rằng đấy có một cái quy luật trong uh, để mà chúng ta ứng dụng luật để mà chúng ta khai phá cái con người phi thường bên trong của mình cũng như chúng ta có thể ứng dụng được sức mạnh tiềm thức Ờ à, đó chính là quy luật niềm tin khi mà các anh chị tin sao thì cái điều ấy sẽ xảy ra đến với cuộc đời mình đúng y chang vậy luôn anh chị tính nào cuộc đời mình y chang vậy ha, anh chị nha và luật hấp dẫn đó anh chị nó có hai cái khái niệm luật hấp dẫn có hai cái khái niệm như sau khái niệm thứ nhất là những cái gì giống nhau thì sẽ hấp dẫn nhau những cái gì giống nhau thì nó sẽ hút nhau anh chị nên là thành ra là khi mà các anh chị tin là mình làm được thì thứ nhất các anh chị sẽ khai phá được cái cái con người gọi là cái con người phi thường bên trong của mình hay còn gọi là tiềm thức của mình anh chị hay là cái ông đèn thần bên trong của mình ấy, sẽ thu hút đến cho mình nhiều nguồn lực hơn để giúp cho các anh chị thành công tại vì những cái gì giống nhau thì nó hút nhau mà và cái khái niệm thứ hai là gì ạ là cái gì có bên trong thì cái đó nó có bên ngoài nên là để bên ngoài anh chị thành công thì bên trong anh chị phải tin rằng mình là người thành công Luật hấp dẫn không có nói rằng là tất cả những cái người bên ngoài khi mà tin anh chị thành công thì anh chị mới làm được. Luật hấp dẫn không có nói như thế. Được không ạ? À? Không phải. À, lục luật hấp dẫn không nói như vậy anh chị ha mà luật hấp dẫn nói rằng khi mà cái gì có bên trong thì cái đó nó sẽ có bên ngoài. Được không ạ? À? À, nên nếu những cái người bên ngoài anh chị, người xung quanh mình họ có không có tin anh chị làm được thì mình cũng không thành công thì cái việc mình có thành công hay không không có liên quan tới cái việc họ tin mình hay không anh chị ha. Nếu mà uh, khi mà anh chị phải hiểu như vậy nè. Khi mà ai đó họ không có tin mình làm được ấy, thì đơn giản là gì ạ? À? Là họ đầu tiên là họ không có làm được nên họ không tin ai làm được cái chơi. Nếu mà nếu mà thật sự với anh chị nha. Nếu mà cái việc mà họ không tin anh chị làm được ấy, hay là không tin một cái người nào đó đặt ra mục tiêu mà họ làm được ấy, thì tôi nói thật với các anh chị là chắc chắn là sẽ không có những cái bậc vĩ nhân những cái thiên tài lỡ lạc của nhân loại cũng không có những cái người giàu đâu các anh chị bởi vì anh chị biết không ạ à, những cái bậc thiên tài nhân loại hay những cái bậc vĩ nhân những cái người thành công trên thế giới thì để trước khi họ có được cái thành tựu như như bây giờ hay là thành tựu mà họ kiến tạo nên khi họ còn sống anh chị ha thì họ đã có một cái bên trong tâm trí của họ họ đã có một cái mong muốn sáng tạo một cái điều gì đó giúp cho nhân loại giúp cho con người bước lên những cái tầm cao mới hơn giúp cho cái nền văn minh của nhân loại gì đó, nó tiện nghi hơn nó nó gọi là phát triển hơn thì đa số những cái điều mà họ nghĩ đến ban đầu á anh chị họ có những cái ý tưởng họ nghĩ họ họ có bên trong tâm trí của họ ban đầu ấy thì sao à thì đều bị người khác cười nhạo thậm chí là còn nói họ là không được bình thường kiểu như là họ không có tin tưởng vào cái điều đó anh chị À, cũng như các anh chị thấy rằng là để mà chế tạo được một chiếc máy bay ấy, thì thời xưa là mình có máy bay nên ai đó khi mà ai đó nói với các anh chị rằng là họ sẽ chế tạo ra một cái chiếc máy bay ấy, là một cái cục sắt nó bay trên bầu trời ấy anh chị thì theo anh chị nếu mà thời xưa mà chưa có máy bay ấy, mà bây giờ nói cái điều đó ra chúng ta có tin không ạ à? theo anh chị chúng ta có tin được không ạ à? sao tin được à, không tin được anh chị nha nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái cục sắt nó bay trên bầu trời chúng ta là người trải nghiệm là đi luôn thế bây giờ chúng ta có nghi ngờ gì không ạ không mình cứ bốc vé mình bay thôi đúng không ạ ờ, nhưng mà uh, nếu mà có ai đó nhưng mà thật sự anh chị cái việc mà có ai đó tin họ làm được hay không thì họ đã đã, đã, đã thành công rồi anh chị nha ờ, cái điều đó cái điều mà cái việc mà có một cái cục sắt bay trên bầu trời cái điều rất là chưa được dễ tin luôn anh chị Thậm chí là nếu mà ai đó ngày xưa nói với mình cái điều đó. Người ta tưởng mình bị ấm đầu ấy. Mình tưởng cái người ta bị ấm đầu quá anh chị. Hoặc là chúng ta nhớ cái thời kỳ mà chưa có điện thoại không ạ. Mà. mà chúng ta còn gửi thư rồi à, à, cái này cái kia với nhau ấy. Chứ mà chưa có cái điện thoại. Thậm chí là chưa có được cái điện thoại mà alo, bàn phím nữa. Mà thời điểm đó nếu mà có ai đó nói với chúng ta. Rằng là anh chị chỉ cần ngồi một chỗ thôi. Thì có thể gọi và nói chuyện với cái người ở bên kia bán cầu hay là cái người cách xa anh chị khoảng mấy km mấy nghìn km hoặc mấy chục km mấy trăm km hoặc thậm chí là có những cái người họ còn nói rằng anh chị cần ngồi một chỗ thôi và có gặp có thể ngồi gặp một nghìn người à, trên toàn cầu à, thì anh thì mình có tin không anh chị hỏi có bị làm sao không làm gì có chuyện nói đúng không nghe xong ấy là những cái người này họ coi như là có bị ấm đầu không đó là cái thời kỳ mà điện thoại chưa ra đời, được không ạ? À? Chỉ có trong phim thôi anh chị ha. À, chẳng hạn như tung Ngộ không ấy là không có ngồi một chỗ giống như trong bộ phim tung Ngộ không là tung Ngộ không đâu có ngồi một chỗ anh chị. Mà bắt đầu là linh hồn xuất thân ra khỏi cái người xong bay bay gặp những người này người kia nói chuyện đây. Thì cái đó chỉ có trong phim thôi. Còn bây giờ mà anh chị khi mà các anh chị có điện thoại rồi thì các anh chị thấy ngồi một chỗ và nói chuyện với mọi người trên thế giới. Thì tất nhiên là cái điều đó bây giờ mình tin đó là chuyện bình thường thậm chí là bây giờ nó tiên tiến là rất là nhiều đúng không ạ à? bởi vì thời kỳ trước thì họ chưa ra đời nhưng mà thời kỳ này là cái việc hết sức bình thường nếu mà bây giờ ai mà hỏi bây giờ cái câu mà chúng ta hỏi mà thấy nó mất nó không có được bình thường chính là hỏi cái câu đó chính là bây giờ có biết xài họ bàn phím không à, bây giờ có biết xài họ cảm ứng hay không, ờ, được không à, đúng không ạ đấy Đấy. hoặc là có ai đó nói với các anh chị rằng là bạn có bị ảo tưởng không <laughs> làm sao mà có thể là làm được không ạ à? Ờ à, tôi còn đang không làm được làm sao thậm chí là nếu mà có ai đó nói với anh chị là trời nhìn, à, kinh doanh khó lắm không có làm được đâu kinh nghiệm làm gì có mà đòi làm kinh doanh tôi nè Đầy dặn dày dặn kinh nghiệm nè mà còn không làm được sao bạn làm được thậm chí là còn nói gì vậy? nên là anh chị phải hiểu như vậy nha khi mà các anh chị có ước mơ ấy, anh chị có mục tiêu anh chị có những cái mong muốn ấy khi mà các anh chị chia sẻ với những cái người khác ấy, thì cái việc mà họ phản đối họ không tin là chuyện sức bình thường anh chị nha được mà đó là những cái người họ đang nói chính họ thôi họ phản đối họ không tin mình ấy là họ đang nói chính họ đó anh chị chứ không phải họ đang nói mình đâu họ đang nói chính họ thôi anh chị tại vì sao ạ tại vì họ không có làm được À, làm sao mà họ có thể tin rằng là chúng ta có thể làm được cái anh chị à, nếu mà các anh chị ở đây mà chúng ta hỏi những cái người mà họ đã làm được rồi thì chắc chắn họ sẽ nói là gì à? tôi đã làm được rồi bạn cũng làm được bạn thậm chí bạn còn làm xuất sắc hơn à, nhưng mà nếu chúng ta hỏi những cái người mà họ chưa làm được ấy, à, tại sao mà họ chưa làm được anh chị là bởi vì họ chưa có niềm tin vào chính họ đều họ họ chưa có niềm tin vào chính họ nên là gì à? họ họ nên là họ cũng nghĩ rằng người khác không có làm được nên họ cũng nghĩ rằng người khác không có làm được đúng mà họ cũng sẽ nghĩ rằng là người khác không có làm được anh chị nha nên là gì ạ à? nên là mình cũng không gọi là mình khi mà mình nói với ai đó về những cái điều mà mình muốn làm ấy mà những người đó mà họ chưa có những cái thành tựu gì anh chị hay anh chị sẽ biết cái câu trả lời đó À, nên là anh chị sẽ biết câu trả lời cái việc mà nếu mà nó phản đối mình là chuyện sức bình thường được không ạ? À? nó thành ra là có một cái uh, thứ rất là quan trọng mà những cái người thành công ấy mà chúng ta cần phải xây dựng à, nếu mà các anh chị muốn xây dựng cho mình có những thói quen của những người thành công đó chính là gì ạ? À? À, chúng ta cần phải xây dựng cho mình uh, cái niềm tin anh chị, cái niềm tin anh chị nha, cái niềm tin được không ạ? À? niềm tin vào gì ạ? À? Niềm, niềm tin vào chính mình, mình phải tin rằng là mình là người thành công thì các anh chị sẽ sử dụng được luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức. Tại vì cái quy luật này là một trong ba cái quy luật cũng như cái cơ chế vận hành của sức mạnh tiềm thức được mà. À, nên là chúng ta cần phải ứng dụng ứng dụng anh chị nha. Ở chính là chúng ta phải bắt đầu xây dựng cho mình những cái thói quen uh, của người thành công ở chính là bắt đầu xây dựng cho mình một cái niềm tin vào chính mình khi mà các anh chị tin mình uh, thành công thì cho dù người khác có tin hay không tin thì cái việc đó nó không có quan trọng cái việc họ tin anh chị hay không tin anh chị ấy, thì không có quyết định là anh chị có làm được hay không Bức, bởi vì chúng ta phải hiểu như vậy nha anh chị ha bất kỳ cái điều gì mà xuất hiện bên trong tâm trí của mình ấy thì nó đều có thể trở thành sự thật hết. Đúng không ạ? À? Bất kỳ điều gì mà xảy ra và hiện hữu xuất hiện bên trong tâm trí của mình thì nó đều trở thành sự thật hết anh chị. Được không ạ? À? bao ờ, trong số anh chị đó, là trong cái buổi giống như cái buổi sáng ngày hôm nay khi anh chị tham gia dung uh, buổi sáng chúng ta làm cái quy trình buổi sáng mà chúng ta đã hình dung tưởng tượng bức tranh kết quả tài chính 30 ngày tháng 1 của mình rồi thì cơ minh số 1 giờ và các anh chị có mang mang theo cái tấm xét của mình mỗi ngày không ạ? À? à Tấm xét nhũ màu của các anh chị đâu à? Ừ. Đây những anh chị nào mình chưa có tấm xét nhũ màu thì mình sẽ nhắn tin cho những cái người bạn của mình nha à, để được nhờ những người bạn của mình gửi tấm xét nhũ màu cho mình được không ạ? À? Đây, đây là tấm xét nhũ màu của anh chị nha. Mình nhớ mang tấm xét nhũ màu theo bên mình và hai lần mỗi ngày mình nhìn vào tấm xét này nha anh chị nha và mình hình dung tưởng tượng à, Các anh chị nhớ làm cái điều này nha Rất là vi diệu ấy. Anh chị thử ứng dụng đi Thì anh chị sẽ thấy là cái điều vi diệu sẽ xảy ra Tiền ở đâu nó đến bất ngờ anh chị Tiền ở đâu nó ồ ạt à, Nó đến như vũ bão à, Tiền về như hơi thở đúng không ạ Vậy chúng ta phải xây dựng cho mình cái niềm tin Vào bản thân của mình anh chị Mỗi khi mà cái tiếng nói nhỏ của mình Nó 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 lên tiếng đúng không ạ Nó nói rằng là bạn không làm được đâu Ờ à, Bạn không làm được đâu Thì chúng ta sẽ nói là gì sẽ tuyên bố lại với chính bản thân của mình là tôi có thể làm tất cả mọi việc, à, tôi có thể làm tất cả mọi việc bằng sức mạnh tiềm thức. À, và những cái khi mà tiếng nó nhỏ của các anh chị á nó lớn quá, nó nói với các anh chị là ơi coi chừng không có đạt được mục tiêu tháng 1 nha. Thì các anh chị hãy nói với với cái tiếng nói nhỏ của mình rằng ấy là gì ngay bây giờ ngay lúc này, tôi đã có tư duy triệu phú, à, tư duy triệu phú anh chị. Mà tư duy chị Phú là sao ạ? Là những cái người chị Phú họ luôn tin rằng họ là người thành công mà. Mà phải trò chuyện với chính mình anh chị nha. À, cái đó gọi là cái bước chuyển, cái sự chuyển hóa anh chị. Mình phải là người biết tự chuyển hóa chính mình. Mình không thể nào mình chờ bất kỳ ai đó họ làm giúp mình được. Bởi vì không có ai biết là bên trong tâm trí anh chị có những cái suy nghĩ gì hết. đấy, Không có ai biết bên trong tâm trí anh chị suy nghĩ cái điều gì hết. đấy, Chỉ có các anh chị mới biết À, là mình nghĩ cái gì thôi anh chị Và không ai có thể làm chủ được cuộc đời của chúng ta Ngoại trừ chính chúng ta anh chị à, Ngoại trừ chính mình được không ạ à? à, Bởi vì suy nghĩ của mình thì tạo ra cảm xúc Mà cảm xúc thì tạo ra hành động Và hành động thì tạo ra kết quả Nên là khi những cái suy nghĩ của các anh chị ấy, à, Cái rốc rễ của chúng ta nó sẽ tạo nên cái kết quả của mình Được không ạ à? Nên là không ai ngoài kia có thể làm chủ được cuộc đời của chúng ta anh chị nha trừ khi chúng ta uh, hiểu rõ bởi vì chúng ta là người hiểu rõ mình nhất hiểu rõ mình nhất là mình có những cái suy nghĩ trong đầu của mình và chúng ta gọi là chính mình mới là cái người có thể là làm chủ và chuyển hóa được những cái suy nghĩ trong đầu của mình sang những cái suy nghĩ mới của một người triệu phú đô la được không ạ à? Và có một cái câu nói của một vị tỷ phú đô la là ngài Tony Rubin anh chị. Thì ngài có chia sẻ như vậy, nè. Mỗi câu nói rất là quyền năng. đó Chính là gì ạ? À? À, quyền gọi là một trong quyền năng lớn nhất của con người anh chị. Là quyền năng lựa chọn và ra quyết định. Quyền năng lớn nhất của con người chính là quyền năng lựa chọn và ra quyết định. Được không ạ? À? và cái thời khắc mà bạn ra quyết định thì số mệnh của bạn được hình thành à, và cái cuộc sống này rất là đơn giản à, tôi từng chia sẻ với các anh chị ha cuộc sống của chúng ta rất là đơn giản nó là một cái chuỗi những sự lựa chọn cuộc sống của chúng ta chính là một chuỗi những cái sự lựa chọn anh chị và thời khắc mà các anh chị đưa ra cái quyết định thì số mệnh các anh chị sẽ được hình thành nên khi cái buổi sáng mà các anh chị ra quyết định ấy mình thức dậy sớm mình vào dung à, thì có phải là cái cuộc sống của anh chị nó cũng sẽ sẽ được định hình nó cũng sẽ được định hình đi theo một cái hướng khác mà nhưng mà nếu các anh chị có cái suy nghĩ rằng là thôi đi ngủ xưa đi ngủ tiếp cho nó sướng chờ đen xe xe lạnh mà chúng ta không vào dung thì chắc chắn là cuộc sống chúng ta nó cũng sẽ định được định hình theo một cái hướng hoàn toàn khác hay là những anh chị nào chúng ta ra quyết định là rằng là chúng ta lấy chồng lấy vợ sớm thì bây giờ cái cuộc sống chúng ta cũng được định hình theo một cái hướng khác còn nếu anh chị nào chúng ta đã định rằng là chúng ta chưa lấy chồng lấy vợ thì cuộc sống chúng ta bây giờ cũng được định hình theo một cái hướng đi khác nên là cuộc sống của mình nó đơn giản là những cái sự một cái chuỗi những cái sự lựa chọn được mà à. và tú chia sẻ với các anh chị một cái bí mật nha À, trong cuộc sống của chúng ta anh chị tất cả đều là những cái sự lựa chọn và quyền năng lớn nhất của chúng ta anh chị ha đó chính là quyền năng lựa chọn và sau đó các anh chị ra quyết định anh chị hãy chọn những cái điều tốt nhất và hãy ra quyết định rằng là những cái điều tốt nhất là dành cho mình giống như khi anh chị tham gia vào nhóm học tập của chúng ta môi trường phát triển bản thân thì có một cái điều tốt nhất mà chúng ta biết đúng không ạ? Đó chính là chương trình 60 ngày ấy, làm chủ sự giàu có. Thì đây chính là sự lựa chọn. Là các anh chị lựa chọn tham gia hoặc không tham gia. Và nếu các anh chị tham gia, anh chị lựa chọn anh chị tham gia và anh chị ra quyết định rằng anh chị tham gia. Thì cái cuộc sống của mình nó cũng sẽ được định hình theo một cái hướng đi khác. Ở bao trong số anh chị chúng ta đã tham gia cái buổi dung trưa ngày hôm nay được chia sẻ bởi doanh nhân Miss Nguyễn Văn. À, rất là tuyệt vời và cảm thấy là mới có tham gia một cái buổi đầu tiên trong chương trình 60 ngày thôi mà chúng ta thấy là mình còn bên trong mình có một cái nguồn năng lượng cũng như có những cái suy nghĩ cũng như bắt đầu mình hình, gọi là mình hình dung ra được cái tương lai phía trước cũng như cái kết quả của mình sau chương trình 60 ngày là kết quả gì và mình cảm thấy là mình sáng ra anh chị mình cảm thấy mình sáng ra thì các anh chị comment tôi vậy cảm thấy buổi trưa hôm nay rất là tuyệt vời thì comment tôi anh chị ha đấy có phải là cũng là trong buổi zoom uh, 60 ngày nhưng mà có nhiều anh chị quyết định là chưa tham gia và có phải là cái sự lựa chọn của anh chị buổi trưa nay chính là anh chị đã được nghỉ giấy lao ở cái nơi làm việc của anh chị thì cái hành động của anh chị mỗi buổi trưa là gì bấm điện thoại còn những anh chị nào mà kinh doanh như sao ạ buổi trưa thì bắt đầu relax lướt facebook lướt tiktok xem là có cái gì không xem có cái gì để mà À, xem xem hay không không thì ngồi làm gì đó nói chung mình dùng cái câu đó chính là mình mình phí phạm cái thời gian buổi trưa đó nhưng mà buổi trưa ngày hôm nay một tiếng rưỡi cũng một tiếng rưỡi đó nhưng có những người là lựa chọn không tham gia vào zoom và một tiếng rưỡi đó họ dành cho những cái việc mà không có hỗ trợ cho cái sự giàu có không nhưng một tiếng rưỡi đó là buổi trưa ngày hôm nay là những anh chị nào có mặt trong buổi zoom 60 ngày thì có phải là họ được định hình đi thành một cái hướng đi hoàn toàn khác không anh chị và đây chỉ là mới một ngày thôi anh chị ha. Và bây giờ anh chị hình dung câu chuyện là nếu mà 60 ngày thì 60 ngày đó những anh chị nào mà có mặt trong chương trình trong 60 ngày thì cái cái cuộc sống của họ sẽ được định hình theo một cái hướng đi khác nó còn bứt phá hơn như thế nào nữa. Còn chúng ta cũng lựa chọn là không có mặt trong dung 60 ngày đó và 60 ngày nữa chính là hai tháng anh chị. Và chúng ta sẽ bắt đầu cảm thấy rất là bất ngờ là gì? Là 60 ngày anh chị nha. Cũng là hai tháng có là hai tháng nữa là tháng 3 là kết thúc cái quý 1 2023. Nhưng những anh chị nào tham gia chương trình 60 ngày thì mình thấy họ tự nhiên họ mình cũng ở trong Zoom này gặp Tú lúc 20 giờ tối. Nhưng mình thấy những anh chị đó họ lên một tầng họ họ lên một cái đẳng đẳng cấp mới anh chị. Lên một cái tầm cao mới luôn. Một cái tầm mà mình thấy ủa sao cũng ngày đó mình cũng nhớ cái ngày là ngày 30 tháng 1 2023 cũng ngồi trong Zoom này. Ngồi nghe bạn Miss Thanh Tú chia sẻ. Thế mà sau 2 tháng sao người ta thành công quá ta? sao mà mấy bạn nên chia sẻ tự tin quá khai phá gọi là bứt phá quá mạnh dạng quá bản lĩnh quá kết quả lớn quá thu nhập mức lợi nhuận doanh thu tăng cao quá mình cũng ngồi trong cái dung ngày 31 tháng 1 thế mà sau cuối cùng sau 2 tháng sau kết thúc quý 1 kết thúc quý 1 là đã kết thúc 3 tháng của năm 2023 anh chị nha nên chị có hiểu điều tôi vừa nói mà cái bí mật của cái cuộc sống này nó rất là đơn giản luôn là gì ạ à? cái cuộc sống của chúng ta nó chỉ là đơn giản là những cái chuỗi của sự lựa chọn thôi và quan và quan trọng nhất anh chị có những sự lựa chọn thông minh thì anh chị sẽ có những cái kết quả cực kỳ tuyệt vời và bứt phá luôn có một số anh chị hỏi Tố chương trình sống ngày anh chị hãy nhắn tin cho những cái người bạn gửi đường link cho mình ấy. À, để biết cái điều kiện thỏ điều kiện để được tham gia anh chị nha bởi ừ, vì cái gym này không phải ai cũng được tham gia anh chị chỉ dành cho những người sẵn sàng và khao khát được thay đổi mong muốn được thay đổi bởi vì trong nhiều năm vừa qua là đã quá gọi là bất lực với cái thói quen cũ, hành động cũ và cái con người cũ của mình à, Là mình, mình khao khát là trong một năm 2023 Mình có một cái năm mới Là mình nói được, mình làm được, mình đặt mục tiêu ra Mà phải hoàn thành nó Và mình mong muốn rằng là từ bắt, bắt đầu từ đây về sau Là mình sẽ trở thành một con người khác hoàn toàn Là một cái người gọi là bắt đầu xây dựng Kiến tạo sự thành công và giàu có cho mình Và sau đó giúp đỡ cho gia đình mình và những người xung quanh và cái gì mình dành cho anh chị thật sự nghiêm túc muốn thay đổi anh chị nha à, được mà chứ không phải là ai ai cũng được tham gia anh chị bởi vì nếu anh chị không nghiêm túc là tôi cũng mời anh chị ra được không ạ à? đấy nên là ngày mai bắt đầu cái buổi thứ hai anh chị phải tìm mọi cách bằng mọi cách phải ra quyết định đầu tiên mình lựa chọn mình phải có mặt trong dùm 60 ngày sau đó mình phải ra quyết định bằng mọi cách là mình phải đáp ứng được cái yêu cầu thỏa được cái điều kiện để mà có mặt trong chương trình dung 60 ngày được không ạ À, còn nếu mà anh chị trễ thêm ngày thứ hai nữa là chúng ta chặt mừng những anh chị có mặt trong chương trình 60 ngày trễ một ngày rồi đó à, mà trễ một ngày một hai ngày đó nha đừng có trễ hai tháng là anh chị thấy cái khoảng cách giữa một người mà đi trước hai tháng với cái người mà đi sau rồi là à, hai tháng là kết quả nó khác lắm ấy giống như trong phòng nhóm nhóm học tập của mình anh chị có một số anh chị rằng là giờ lúc tôi nói thì không có kiểu như vẫn nghi ngờ vẫn chưa có ra quyết định ấy. xong mà cái lúc mà người ta học xong ha, người ta học uh, mấy chu kỳ luôn Người ta học mấy lần chương trình 60 ngày luôn. Ở chương trình 60 ngày anh chị được học đi học lại mà. Thì cái người mà người ta được học học đi học lại và người ta học chương trình đó thì cuối cùng anh chị biết là một cái điều rất là tuyệt vời không ạ? Là trong cái đợt tháng 11 2022 vừa rồi nha. Là đi World Cup à bao nhiêu trăm anh chị biết uh, uh, mùa giải World Cup uh, FIFA World Cup uh, vừa diễn ra vào tháng 11 2022, 2022 vừa rồi thì comment số 1 đi. À, số 1 anh chị. Đấy. Thì anh chị biết một cái gì rất là tuyệt vời nha. Là những anh chị nào mà có mặt mà tham gia thì anh chị biết không ạ? Là họ đều có mặt tại cái chuyến đi World Cup. Và xem cái trận đấu vòng bảng giữa gì ạ? À? Giữa đội tuyển Bồ Đào Nha và Ghana những ngày sau đây anh chị. Họ đã cùng gọi là đi đi xem cùng với Tú trong cái ngày hôm đó. Trong cái Ờ, từ ngày 22 tới ngày 26 tháng 11 2023 và những anh chị nào mà tên đã ra quyết định chậm anh chị nha cũng ra quyết định nhưng mà quyết định chậm hơn thì cuối cùng sao à ở nhà xem qua tivi xem qua tiktok rồi xem qua uh, the live stream tiết hội xong rồi anh chị biết ông giờ có về là mới bắt đầu đăng ký tham gia <laughs> Đấy nên tay là không có đừng để mình trở mình đừng biến mình trở thành khán giả sau đó mới trở thành người thi đấu anh chị nha nên là người thành công họ có cái suy nghĩ đó chính là gì họ luôn đưa ra những cái lựa chọn thông minh nhất, những cái sự lựa chọn tốt nhất dành cho họ. Họ đáp ứng mọi cái điều kiện và yêu cầu để họ có mặt trong cái chương trình cũng như là chọn những cái điều tuyệt vời nhất dành cho họ anh chị nha. Ok anh chị đã tốn một xíu nha. Ok các anh chị tôi kết nối lại uh, Đường truyền mạng một xíu do Một số anh chị nhắn là bảo không nghe gì hết Đấy Nên anh chị nhớ nha Là cuộc sống của mình nó là một cái chuỗi Ngày những sự lựa chọn đúng không ạ à, Quan trọng chúng ta chọn cái điều gì à, Chúng ta chọn những cái điều tốt nhất Dành cho mình đúng không ạ Và chọn những cái điều mà tốt nhất Cũng như dành cho bản thân của mình Những cái điều kiện tốt nhất Để mình có thể là nâng tầm phong cách sống của mình lên bởi vì chúng ta xứng đáng có một cái cuộc sống thành công giàu có hạnh phúc khỏe mạnh mà thế tại sao chúng ta là lựa chọn có một cái cuộc sống gọi là tôi nghe mọi người nói là chúng ta phải sống một cuộc sống gọi là uh, kiểu như là nó, nó nó nó, kiểu như là không không tôi không nhớ cái cái từ đó nữa anh chị à, tôi không còn nhớ cái từ đó nữa anh chị rất là lâu rồi kiểu như tần tiện kiểu như là nó khổ khổ vì sao không nên anh chị ha bởi vì sao anh chị bởi vì chúng ta ra quyết định rồi thì thời khắc mà anh chị đưa ra quyết định ấy thì có một cái ông đàn thần ấy ông gọi là gọi là tìm thức anh chị. Và khi đó là cả vũ trụ sẽ hiệp lực để mà giúp cho các anh chị. Những cái gì mà anh chị ra quyết định ấy sẽ trở thành hiện thực. Đúng không ạ? À? Nhưng mà các anh chị phải ra quyết định nha. Chứ mình mà cứ chần chừ 50 50 ấy mình không ra quyết định anh chị thì sẽ không có cái chuyện gì xảy ra đến với cuộc đời mình hết. Vậy chừng trừ như thế nào đây anh chị? Kiểu như vậy nè. Có nghĩa là chúng ta là một cái người gọi là uh, một cái người mà không có sự quyết đoán Lúc thế này, lúc thế kia. Mà chúng ta cần phải xây dựng mình trở thành một cái con người gọi là mình phải có một cái sự quyết đoán Quyết đoán ở đây là sao anh chị? Có nghĩa là mình đưa ra cái lựa chọn của mình rồi là mình không có chần chừ trừ. Ví dụ như chần chừ trừ như thế này anh chị. Các anh chị đặt ra mục tiêu. Anh chị nói rằng là hôm nay tôi là người thành công, tôi là người giàu có. Cái qua ngày hôm sau ấy là anh chị anh chị bảo rằng là cái hành trình thành công chắc là không có dễ đâu. Ờ à, cái hành trình thành công mà nó không có dễ đâu. Nên là gì À, à nên là ngày mốt anh chị nói rằng là gì à? À, à, xong hôm sau anh chị đã nói là gì à? Gọi là mình không có tin chắc là mình không thành công mà cháu nghĩa là hôm trước anh chị nói mình là thành công hôm sau anh chị đã nói là mình không phải là người thành công hôm tới anh chị nói là chắc nó lại dễ tại vì mình thấy mọi người làm được nên mình tin mình là người thành công có nghĩa là cái niềm tin của mình nó cứ lên xuống anh chị cái niềm tin của mình nó cứ lên xuống nó không có vững anh chị nha ngày hôm nay khi mà mình gieo hạt xuống anh chị mà ngày mai mình đào lên ấy mình gieo hạt xuống mà ngày mai mình đào lên ấy, thì cho Tú cho tu hỏi các anh chị nha khi mà các anh chị gieo một cái hạt giống xuống mà các anh chị đào lên liền ấy thì cho tôi hỏi các anh chị là nó có nảy mầm không mà là nó có nảy mầm luôn cái anh chị mình mới gieo xuống xong mình uh, bốc nó lên mình đào nó lên thì hạt đâu ra mà quả đâu ra mà có mà 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 nó lên được hoa trái anh chị Đúng không mà nên, nên cái việc mà chúng ta gieo hạt mầm ấy thì nó cần gì anh chị nó cần nó cần thời gian chúng ta phải gieo nó xuống xong rồi chúng ta không được đào nó lên anh chị nha mà chúng ta cần phải chăm sóc nó mỗi ngày À, chúng ta phải quyết tâm là mình không đào nó lên mình quyết tâm là mình mình không có đào nó lên anh chị ha à? mà mình thay vào đó là chúng ta sẽ chăm sóc nó mỗi ngày và chúng ta chúng ta chăm sóc như thế nào anh chị à, chúng ta sẽ giờ à, à, tưới tiêu bón phân mình phải kiên nhẫn với cái hạt giống đó mới gieo xuống hôm nay thì mai hỏi ủa sao chưa lên cái cây vậy <laughs> sao không có trái vậy à, thì sao anh chị làm gì có câu chuyện mà mới gieo xuống mà có giống có có trái cây ăn liền anh chị ha mình cần chăm sóc mình cần cái sự kiên nhẫn thì giống như cái cây ấy anh chị cái bí mật của người thành công nó nằm ở cái chỗ này nè anh chị đó chính là những cái người thành công và giàu có thì họ bắt đầu họ gieo cái hạt giống xuống hạt giống ở đây là có nghĩa là những cái mong muốn của họ về sự thành công về cái sự thịnh vượng về cái sự giàu có và khi họ gieo xuống xong rồi là họ không có đào lên à, cho dù trên cái hành trình họ đi đôi khi họ sẽ gặp những cái điều mà chưa thuận lợi Đôi khi họ sẽ gặp những cái điều mà Như thế này như thế kia Nhưng mà cho dù cái chuyện gì xảy ra chăng nữa Thì họ cũng không bao giờ gì Có ý định hay Họ không bao giờ họ đào hạt giống nó lên Mà họ cũng không bao giờ cái định họ từ bỏ Hay họ bỏ cuộc anh chị Vì họ biết rằng ấy Khi mà họ bỏ cuộc là coi như mọi thứ kết thúc anh chị nha ờ, Mà họ sẽ có một cái thái độ khác là gì ạ? đó chính là họ sẽ quyết tâm chăm sóc và nuôi dưỡng cái hạt giống đó cho đến khi nó nảy mầm thì thôi chứ không có đào lên chị có nghĩa là những cái người thành công và giàu có họ có những cái mục tiêu trong cuộc đời của họ và trên cái hành trình họ đi ấy, họ hiểu rằng là gì à? khi mà họ có những họ có cái mục tiêu rồi họ hiểu rất là rõ trên cái hành trình họ đi ấy, là họ có những cái mục tiêu thì trên cái hành trình họ đi đó họ cần phải phát triển bản thân đúng không ạ à? ờ, họ cần phải phát triển bản thân của họ lên họ cần phải phát triển tư duy của họ lên để gì à? để nó bằng với cái số tiền và với cái mục tiêu mà họ mong muốn cái giá trị bản thân của họ anh chị nó bằng với cái giá trị nghĩa là giá trị bản thân của các anh chị sẽ bằng với số tiền anh chị kiếm được bằng với cái khối tài sản các anh chị kiếm được và những cái gì mình nhận được anh chị nó sẽ bằng gì ạ à? tư duy rốc rễ của các anh chị cộng với cái giá trị các anh chị trao đi cho cộng đồng khi mà chúng ta cứ đi lên anh chị ha chúng ta cứ tiến lên, à, chúng ta phát triển bản thân mình lên mỗi ngày các anh chị hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày, thì đến khi mà tư duy chúng ta nó bằng với cái số tiền chúng ta kiếm ấy, à, muốn kiếm anh chị thì tài sản của chúng ta mong, mong muốn sở hữu ấy thì tự nhiên mình thấy mình đạt được nó rất là dễ dàng. Nên anh chị có biết không ạ? À, một cái điều đó chính là rất là nhiều người ngoài kia là họ làm họ cặm cụi làm việc rất là rất là chăm chỉ vất vả. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm để mà họ có được cái khối tài sản hay là cái kết quả uh, thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà tại sao có rất là nhiều người họ chỉ tạo nên cái thành tựu đó trong vòng có 5 năm đến 10 năm thôi. Bởi vì những cái người họ tạo nên cái thành tựu đó trong 5 năm đến 10 năm ấy, họ dành cái thời gian cho họ hoàn thiện bản thân của mình lên mỗi ngày. Họ phát triển bản thân họ lên mỗi ngày. Họ nâng cao tư duy và giá trị nội tại của họ lên mỗi ngày. Nên cái tốc độ họ kiếm được các anh chị, cái khói tài sản hay cái số tiền đó nó nhanh hơn những cái người mà người ta gọi là người ta không theo anh chị nha tôi hỏi anh chị nha một cái người mà họ có trí tuệ với một người mà không có trí tuệ gì hết thì theo anh chị là người nào kinh doanh sẽ tốt hơn à? người nào kinh doanh sẽ tốt hơn anh chị tất nhiên là người có trí tuệ rồi và trí tuệ là đến từ đâu à chắc là từ trên trời rơi xuống vô đầu mình hay sao đâu từ cái việc anh chị phát triển ấy rèn luyện nó mỗi ngày ấy hoàn thiện nó mỗi ngày thông qua các trang sách, thông qua những cái sự chia sẻ của những người thành công, đấy, sự chia sẻ của những người thành công qua các buổi zoom này anh chị, hay là các video, hay là các cái uh, mạng xã hội, hay là những cái uh, chương trình phát triển bản thân và những trang sách nữa anh chị nhé, được không ạ? Nên là những cái người giàu anh chị họ hiểu được cái điều này, họ biết rằng là trên cái hành trình họ đi, ấy, đôi khi cái điều kiện mà chưa thuận lợi thì rất là tuyệt vời, nhưng mà nếu cái điều kiện mà nếu mà điều kiện thuận lợi thì họ sẽ tận dụng cái điều kiện thuận lợi đó để giúp họ đi nhanh hơn. Nhưng mà đôi khi họ gặp những cái sự việc cái điều kiện không thuận lợi thì làm sao à? thì càng phải tích cực hơn gì càng phải tích cực hơn, càng phải vui vẻ hơn, càng phải đón nhận hơn. để mà mình có thể đi qua nó thật là nhanh, thật là nhanh anh chị nha. để mình gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên. vì họ biết rằng là cứ mỗi lần họ hoàn thiện bản thân của mình khi mà họ gia tăng cái giá trị nội tại của bản thân mình lên ấy, thì họ sẽ tiến lên gần hơn với cái mục tiêu của mình và họ gọi là họ không bao giờ phải thay đổi cái ý định của mình rằng là mình sẽ bỏ cuộc thay vì họ mất cái thời gian rằng là suy nghĩ là có nên tiếp tục hay không ta thì nó sẽ làm cho họ rất là mất năng lượng thậm chí còn bị không vui nè không hạnh phúc nè và làm cho họ rất là tốn thời gian thay vì như thế họ liên tục tiến ở phía trước phát triển tư duy của mình hoàn thiện bản thân của mình cho đến khi họ đạt được mục tiêu được không ạ à? à, còn đối với những người uh, những cái trường hợp mà những cái người mà chưa thành công thì họ sẽ làm gì anh chị đó là họ gieo hạt xong họ gieo hạt thành công giàu có xong ngày hôm nay họ gieo thì trên cái hành trình họ đi họ thấy uh, là có những cái điều mà không thuận lợi xong họ đào cái hạt đó lên liền Thôi khó quá bỏ qua làm không có được đâu Thôi mình làm một chuyện khác Thôi bây giờ mình đi làm lương ổn định đi Như vậy có vẻ như chắc ăn hơn ấy. Thấy có vẻ như là tốt hơn Bởi vì họ đào cái hạt giống thành công giàu có lên rồi anh chị Vì thế cái hạt giống họ đào lên rồi Thì nó làm sao mình đã nảy mầm được Nên là tôi cũng mong muốn rằng là Tất cả anh chị có mặt trong phòng dung toán hôm nay Chúng ta cũng ra quyết định rằng là Một khi mình đã gieo Một cái hạt giống xuống đất rồi Thì cho dù như thế nào hay chăng nữa anh chị ha cho dù ra sao thì chúng ta cũng không còn được phép đào những cái hạt giống của mình lên anh chị, mà mình phải kiên nhẫn mình chăm sóc mình tưới nước, anh chị bón phân cho đến khi hạt giống của mình nó nảy mầm. Và người thành công ấy anh chị thì là người không bao giờ bỏ cuộc, còn người bỏ cuộc thì là người không bao giờ thành công anh chị nha. Và khi mà các anh chị ấy, kiên nhẫn tiến đến mục tiêu của mình, thì khi đó anh chị cũng sẽ khai phá được cái sức mạnh bên trong của mình, cái con người phi thường bên trong của mình. À, và ông dàn thần bên trong của mình đó anh chị à, lúc nào ông cũng nói với mình như vậy từng giây từng phút cho qua ông đều nói với mình một cái điều này nè mong muốn của bạn là mình lệnh đối với tôi à, mong muốn của bạn là mình lệnh của cả vũ trụ này à, và hiện tại bạn đang mong muốn điều gì và khi và chỉ khi anh chị thật sự ra quyết định thì tìm thức của các anh chị mới bắt đầu thực thi còn mà các anh chị cứ chần chừ trừ anh chị nữa 50 50. Anh chị không ra quyết định nó, nó 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 quyết liệt anh chị nó không có quyết đoán. Ấy. Thì sao ạ? Thì tiềm thức anh chị nó không có thực thi đâu bởi vì tiềm thức anh chị bị nhiễu sóng ấy. Thông tin anh chị truyền anh vũ trụ nó bị nhiễu sóng ấy. Nên khi anh chị nói cái này anh chị nói thành công giàu có xong anh sao anh chị nói chắc không thành công giàu có đâu hôm nay anh chị nói kiến thức hay quá ngày mai anh chị bảo kiến thức này chắc mình ứng dụng không được đâu anh chị có biết là từng cái suy nghĩ của anh chị nha từng cái lời nói của anh chị nói ra từng cái suy nghĩ của anh chị ấy là một cái thông điệp à, gửi lên vũ trụ và nếu mà anh chị gửi cho vũ trụ quá nhiều thông điệp thì nó sẽ bị nhiễu thông tin anh chị gọi là nhiễu sóng ấy. và vũ trụ sẽ đáp lại cho anh chị một cái mớ hỗn tạp hỗn loạn làm cho cái cuộc sống ta nó 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 gặp nhiều cái trường hợp nhiều cái chuyện mà mình nó ủa mình đâu có mình nhớ mình đâu có mong muốn cái chuyện này đến với cuộc đời mình đâu nhưng mà do cái anh chị gửi thông tin thông điệp nó không có không có chính xác nó không có quyết đó nó không có nhất quán được không ạ à? tìm thức của các anh chị hay lắm ấy tìm thức của các anh chị lúc nào là cũng trong cái uh, trạng thái là chờ các anh chị đưa đưa ra quyết định thôi còn việc của vũ trụ là vũ trụ sẽ làm hết tất cả những việc mà anh chị mong muốn anh chị chỉ cần ra quyết định thôi. Được không ạ? Nên là gì ạ? À? Quan trọng nhất là anh chị phải mong anh chị phải biết rằng cái cuộc sống anh chị mong muốn là cuộc sống như thế nào. Và bao trong số anh chị chúng ta đã uh, làm và thiết kế thiết lập xong cái bản tầm nhìn uh, mục tiêu năm 2023 rồi thì comment số uh, số 2023 nha anh chị. Và bao trong số anh chị chúng ta đã thiết kế bản tầm nhìn uh, Dài hạn gọi là thiết lập mục tiêu dài hạn của chúng ta trong 3 năm 5 năm 10 năm tới thì mình comment mình phím số 10 anh chị nha thì những anh chị nào nghe hai cái này không hiểu gì hết thì nhắn tin cho cái người bạn của mình đi để được gửi cái đường link để mà xem lại cái nội dung mà tôi hướng dẫn anh chị tại vì cái đó chính là cái cái đặt hàng vũ trụ của các anh chị ấy. đó chính là cái quyết định của các anh chị với vũ trụ và bây giờ tôi muốn cái cuộc sống của tôi sắp tới là như vậy nè đây là cái cuộc sống của tôi đây là đây cái là cái, cái bức tranh tương lai đây là cái nhật ký thành công đây là cái cái kết quả thành công của tôi trong năm 2023 nè bây giờ không không cần biết vũ trụ làm sao đây là cái 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 order của tôi đây là cái món hàng tôi đặt hàng cho vũ trụ nào rồi vũ trụ làm đi sắp xếp rồi sau đó rồi nguồn lực như thế nào đó rồi cho tôi cái bước cho tôi cái kết quả như vậy nha giống như anh chị đưa 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 một cái bản mẫu vẽ cái ngôi nhà của các anh chị xong anh chị đưa cho cái nhà anh chị thiết kế xong rồi anh chị nhờ cái nhà thiết kế vẽ nên cho anh chị cái ngôi nhà anh chị muốn xong anh chị đưa cho nhà thầu xây dựng anh chị bảo là giờ tôi còn biết nhà thầu làm sao. Bây giờ nhà thầu thiết kế làm sao đúng cái ngôi nhà như bức tranh trong tôi cho tôi là được. Nên anh chị cần phải có một cái bức tranh gọi là có một cái mục tiêu năm 2023 của mình. Mục tiêu của mình trong 5 năm 3 năm 5 năm 10 năm tới thì tiềm thức của vũ trụ biết à sắp xếp là anh chị sẽ cần phải gặp ai cần phải học cái gì cần phải phát triển kỹ năng nào rồi cần phải đọc sách gì cần phải làm những cái gì để anh chị hãy đạt được cái mục tiêu của mình bao trong số anh chị hiểu comment số 1 gì ạ đó chính là cái ra quyết định của chúng ta ấy. còn mà anh chị thấy những ai nha mà họ nói là thôi tới đầu hay tới đó nói trước bước không qua bây giờ mà tính toán trước quá có làm được không em nên là thôi mục tiêu tháng được rồi Không cần mục tiêu năm đây mà Tại mục tiêu năm trong đầu của chị không biết là chị muốn cái gì Thì anh chị để ý nha Những anh chị đó cũng ngồi trong phòng zoom này Nhưng mà anh chị sẽ nhìn thấy họ của một năm 2023 Nó nó rất là, là tàn tàn luôn Tại vì tìm thấy con vũ trụ ngồi chờ Chờ hoài, chờ mãi Không thấy chủ nhân mình nói năng gì hết Cái nó ngồi nó chơi luôn cái xong nó cho anh chị gặp hết chuyện này gặp tới chuyện kia mà toàn miễn cái chuyện anh chị không có muốn ấy, tại vì mục tiêu anh chị nó bé quá thì vũ trụ tiềm thức nó làm việc xong rồi thì nó nó ở không quá anh chị nó không có gì để nó làm nữa thì nó làm gì anh chị thì nó kéo mấy cái mục tiêu cũ trong quá khứ của các anh chị những cái niềm tin cũ nè những cái thói quen cũ nè những cái quyết định cũ trong quá khứ của anh chị nó làm tiếp mà những cái đó là những cái điều không có tích cực rồi không có vui vẻ nó nó bê ra nó thực thi tiếp thì hỏi sao chúng ta không có một cái năm không thành công lắm nhưng mà anh chị để ý, những anh chị nào mà có mục tiêu 30 ngày sau đó mục tiêu 6 tháng mục tiêu một năm rồi mục tiêu dài hạn nữa thì tôi khẳng định luôn anh chị nhìn đi nha anh chị bắt đầu nhìn những cái ngày từng giây từng phút cái hành trình anh chị đi trong năm 2023 này nó cực kỳ mình thấy giống như tính thức vũ trụ hay lắm luôn ấy sắp xếp mọi thứ trong một cái trật tự linh thiêng là cho anh chị phải gặp ai học cái gì nâng cao cái nhất gì rồi mọi thứ nó nó rất là vi diệu anh chị nha tại vì tú là cái người đã trải qua ở một cái hành trình này trong vòng 4 năm rồi anh chị và tôi thấy mọi thứ thật sự với các anh chị, tìm thức nào cũng bảo vệ mình và cho mình những điều tốt nhất anh chị, cho mình những điều tốt đẹp nhất luôn. nhiều khi có những chuyện nó 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 đến mà nó nó ngoài tầm kiểm soát của mình là mình không ngờ được anh chị. Nhưng mà may quá tìm thức và vũ trụ đã bảo vệ cái thành quả cho cô tôi anh chị nha, rất là tuyệt vời mà tôi cảm thấy là mình rất là biết ơn luôn ấy. bởi vì nếu mà không có tìm thức vũ trụ dẫn dắt cho mình gặp cái sự kiện này, gặp cái điều này thì làm sao mình biết được cái 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 cái, cái việc ta đúng mà. Đấy, nên đầu tiên anh chị phải có mục tiêu nha, à, anh chị phải ra quyết định được mà. à và sau đó là gì ạ à? đầu tiên anh chị phải biết anh chị mong muốn cái cuộc sống như thế nào và sau khi anh chị đã ra quyết định rồi anh chị phải nhất quán với cái quyết định đó của mình chứ không phải là hôm nay ra quyết định cái ngày mai, có anh chị phải ngồi suy nghĩ thật kỹ là anh chị muốn có cuộc sống như thế nào. Chứ không phải hôm ngày nay hôm nay đặt mục tiêu muốn cái nhà biệt thự cái ngày mai muốn cái nhà cấp 4 bởi vì tự nhiên thấy bên trong mình không có tin là mình làm được ấy à, và chúng ta cần phải có một cái niềm tin xác tính tuyệt đối không lây chuyển cho dù chờ có mưa chờ có nắng hay cho dù có những người khác họ nói với các anh chị điều gì thì chính các anh chị phải là người bảo vệ cái hạt giống của mình bảo vệ ước mơ của mình được không ạ? ước mơ của mình mà các anh chị còn không bảo vệ được thì làm sao mà chúng ta có thể là làm được? mình không được để chim nó đến ăn uh, hạt giống của mình anh chị nha nó bao về hạt giống của mình chứ và trên cái hành trình các anh chị thực hiện mơ của mình ấy đôi khi cũng sẽ có chim sâu rồi đến đến nó đến nó, 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 nó quậy quạ cái khu vườn của mình thì chúng ta cũng phải gì bảo vệ chứ anh chị mục tiêu của mình ước mơ của mình mà sao mình lại để nó nó một cách dễ dàng như vậy được và đó là thói quen của người thành công anh chị một cái tư duy của người thành công mà chúng ta cần phải rèn luyện là là gì là phải có niềm tin vào chính mình niềm tin tuyệt đối anh chị nha ừ thì đó chính là cái niềm tư duy đầu tiên anh chị tư duy đầu tiên trong ngày số 7 nha chiều qua chúng ta cũng được học cũng được học một vài cái tư duy vào buổi tối ngày hôm qua rồi anh chị có thể xem lại được mà nó thật với các anh chị cái niềm tin vào chính mình mà không có là không có làm ăn gì được hết trơn tôi hay nói với những người bạn của tôi em chưa yêu cầu anh chị phải giỏi giang hay làm được gì đâu đầu tiên anh chị phải có niềm tin vào chính mình là mình làm được đã tại vì cái niềm tin vào chính anh chị ấy, nó sẽ là gọi là một cái động cơ để bắt đầu gọi là nó sẽ là một cái nguyên liệu để bắt đầu cái tiềm thức và luật hấp dẫn bắt đầu vận hành còn niềm tin và lực niềm tin anh chị không có thì tiềm thức cái lực hấp dẫn nó giống như cái máy bị đơ ấy, anh chị không có pin Tại vì quy luật của cuộc sống anh chị là quy luật của niềm tin. Quy luật của cuộc sống quy luật niềm tin anh chị nha. Nên nếu mà bây giờ không có niềm tin về chính mình thì coi như chịu. Không phải người ta nói mình làm được mà mình tin mình làm được đâu. Mà kể cả người ta nói, người ta nói kể người ta anh chị. Quan trọng nhất là mình biết. Và mình đã thấy rất nhiều người làm được. Anh chị đang ở trong một cái môi trường có rất nhiều người làm được mà. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn con người mà anh chị. Không phải có một mình anh chị đâu. Anh đừng có nghĩ là sợ rằng mình bơ vơ anh chị ha Mình đừng nghĩ là mình có một mình Anh chị còn có cả một vũ trụ to lớn bao la đang đi cùng mình mà Chúng ta không thấy thôi nhưng mà Luôn xác, đang kề vai Luôn kề vai sát cánh với anh chị anh chị ha Và chúng ta còn có một ông đèn thần bên trong của mình ấy. Lúc nào ông cũng ngồi ông chờ Chủ nhân nói gì ông làm đó để Ông đang ngồi chờ đó anh chị Được không ạ à? Và thêm một cái thói quen của người thành công đó anh chị Một cái tư duy của người thành công mà chúng ta cần phải rèn luyện nữa đó chính là người mà người thành công ấy thì họ tập trung vào cơ hội họ tập trung vào những cái điều thuận lợi trong cuộc sống còn những cái người mà họ chưa thành công ấy, anh chị thì họ tập trung vào những cái điều mà không có thuận lợi trong cuộc sống và đây cũng là một bí mật của vũ trụ anh chị ạ à? và chỉ cần các anh chị thay đổi cái thói quen này thôi thì ngay lập tức tài chính của anh chị thay đổi luôn Bắt đầu ngay từ những cái suy nghĩ anh chị Đó chính là những cái suy nghĩ mà nó dẫn đến cái cảm xúc Cảm xúc thì dẫn đến hành động Hành động tạo ra, tạo ra kết quả anh chị ha Nhưng mà nếu mà chúng ta không Có là chúng ta không chỉ hành động một lần đâu anh chị Và không phải là hành động thôi là đủ anh chị ha Chưa đủ đâu Không có cái thành công nào mà sau một đêm hết trơn Và cũng không có một cái hành động nào Mà chỉ một lần là đã đạt được mục tiêu anh chị mà chúng ta phải hành động một cách kỷ luật và điều đặn liên tục mỗi ngày và biến nó trở thành thói quen của chúng ta luôn trở thành cái lối sống của mình luôn anh chị mỗi ngày các anh chị phải xây dựng cho mình một cái thói quen tốt nè và mỗi ngày chúng ta sẽ xây dựng uh, cho mình trở thành cái người mà có những cái thói quen tốt và chúng ta phải bắt đầu trở thành giống như là mình phải kiến tạo và xây dựng làm sao để mình có một chuỗi phẩm chất của những người thành công chúng ta phải có một cái chuỗi phẩm chất của những người thành công anh chị ha à, được không ạ thì cái điều đó nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một cái kết quả, kết quả vĩ đại nên là những cái hành động thôi vẫn chưa đủ anh chị mà chúng ta cần phải hành động một cách kỷ luật và điều đặn mỗi ngày thì mình mới xây dựng cho mình được những cái uh, thói quen tốt được anh chị và mỗi ngày cho qua chúng ta sẽ gì vậy? tích lũy nhiều nhiều những cái thói quen tốt và nhiều cái thói quen tốt nó sẽ trở thành một chuỗi những phẩm chất của những người thành công à, và khi mà nó trở thành một chuỗi phẩm chất như thành công anh chị nghĩ đi cứ quyết định nào cái suy nghĩ nào cái hành động nào anh chị cũng là hành động dựa trên cái những cái điều giống như người thành công này. theo anh chị cái kết quả mình nó có nó có nó có khác không ạ à? có chứ à, được không ạ à? Thế là tôi chia sẻ các anh chị một cái bí mật của vũ trụ nha Là các anh chị có thấy có thể thấy được là tại sao những cái người mà giàu quá anh chị những cái người mà chưa giàu thì họ tập trung vào những cái những cái điều mà không thuận lợi những cái điều mà không phải là cơ hội còn người giàu họ tập trung vào cơ hội à, có bao nhiêu trong số anh chị đồng ý với tú rằng là cuộc sống chúng ta cái gì nó cũng sẽ có hai mặt à? comment số 1 anh chị nha cái gì cũng có hai mặt anh chị anh chị nhìn giúp tôi có cái gì mà không có hai mặt không bàn tay cũng có hai mặt à, bên phải thì có bên trái trên thì có dưới trong thì có ngoài à, có người thì cũng có được có người thì sống thì cũng có được nhiều người yêu quý nhiều người không thích có fan thì cũng không có thì cũng có anti fan anh chị ha kể cái cây viết ấy, anh chị cho dù mà bây giờ anh chị nhìn cây viết nha cho dù cây viết mà anh chị có lấy đồ anh chị bào nó mòn như chăng nữa thì nó vẫn sẽ có một cái đầu trên và đầu dưới nó đâu có biến mất đâu anh chị kể cả là trong cuộc sống này có điều tốt thì cũng sẽ có điều không tốt có điều thiện thì cũng sẽ có điều không thiện anh chị cái gì cũng có hai mặt ấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta nó đều có hai mặt anh chị ạ à. và quan trọng là quan trọng nó nằm ở chỗ này nè quan trọng là khi mà các anh chị tập trung vào cái mặt nào ấy thì cái điều đó nó sẽ mở rộng à, Khi mà anh chị tập trung vào mặt nào Anh chị sẽ thấy cái mặt đó nó mở rộng Và anh chị sẽ thấy rất là nhiều những cái điều Mà đến từ cái mặt đó luôn Cũng giống như vậy nha anh chị Mọi thứ nó sẽ có hai mặt Vậy thì khi một cái sự việc uh, Nó xảy đến Thì nó sẽ có cái mặt cơ hội Và không phải cơ hội Lợi ích Và không phải là lợi ích và quan trọng nha những cái người mà thành công ấy. Những cái người thành công anh chị ha. Thì họ tập trung vào cái mặt lợi ích anh chị. Khi họ tập trung vào cơ hội họ tập trung vào những cái mặt mà lợi ích, họ sẽ nắm bắt được cơ hội và họ thấy được cái lợi ích từ cái mặt đó. Còn những người mà không thành công, họ sẽ nhìn vào cái điều đó mà họ thấy nó không có thuận lợi. Họ nhìn vào cái điều đó họ sẽ thấy là nó là những cái điều không phải cơ hội. Và họ sẽ thấy toàn là những cái điều mà không tích cực những cái điều rủi ro không an toàn được không ạ? À? Rồi bây giờ chúng ta thử hình dung nha. Bây giờ anh chị thử hình dung giúp tú là bây giờ anh chị uh, nếu mà anh chị có cái tờ giấy trắng ấy, thì anh chị lấy tờ giấy trắng ra Xong anh chị uh, làm giúp tú một thao tác. À, đó chính là anh chị uh, lấy cái bút màu đen ấy. Xong anh chị vẽ một cái vòng uh, tròn vừa vừa thôi. Anh chị tô đen cái vòng tròn đó. Rồi anh chị cầm cái tờ giấy màu trắng anh chị dơ xa ra. Anh chị dơ xa ra thì anh chị trả lời giúp Tú nha. Cái điều đầu tiên anh chị nhìn thấy trên tờ giấy đó là cái gì? Rồi anh chị thử đi. Anh chị uh, chúng ta sẽ cùng thực hành thử cái bài tập này anh chị ha. Sau đó anh chị comment giúp Tú là anh chị thấy cái điều gì trên cái tờ giấy trắng đó được không ạ? Rồi một anh chị trả lời dùm tròn màu đen. Còn những anh chị khác là sao ạ? Ừ. Ừm. Đấy. Đấy, mỗi chúng ta là có thấy một cái khác nhau đúng không ạ? Ok rất là tuyệt vời, tôi cảm ơn các anh chị đã cùng làm bài tập này với Tú nha. Thế câu hỏi đặt ra là tại sao là cái tờ giấy trắng đi tại sao những anh chị thấy cái chấm màu đen? Thì tại sao không thấy cái tờ giấy trắng mà lại thấy cái chấm màu đen, còn những anh chị thấy chấm màu đen thì tại những anh chị thấy tờ giấy trắng thì tại tại sao lại không thấy chấm màu đen những anh chị thấy chấm đen thì tại sao không thấy tờ giấy trắng mà anh chị có để ý không cái lúc mà mắt của anh chị ấy, tập trung vào cái tờ giấy trắng hoặc là cái dấu chấm màu đen ấy, là anh chị chỉ thấy một trong hai thôi không có nào thấy là thấy được cả hai còn nếu mà anh chị nó để anh chị thấy được cả hai ấy, thì trừ khi cái trường hợp mà mình mình mở mắt ra mình nhìn cả hai hoặc mình để xa thôi đúng không ạ à? Ờ, đúng rồi mình nhìn quan trọng là mình nhìn vào đâu đó À, hay là một cái ví dụ khác anh chị hông? À? À, một cái ví dụ à, là bây giờ anh chị à, nhìn cái ngón tay à, ngón, ngón ngón tay cái của mình anh chị nhìn nhìn vào cái dấu dấu vân tay mà ngón tay cái của mình anh chị nhìn kỹ vào bao lâu rồi mình không có nhìn nó anh chị <laughs> anh chị nhìn kỹ vào nha nhìn thật là kỹ luôn xong rồi là gì ạ? À? Rồi bây giờ anh chị nhìn nó nhưng mà bây giờ anh chị không có nhìn nó nữa vẫn để nó ở đây nha nhưng mà bây giờ anh chị nhìn lên màn hình zoom đi anh chị thấy túi đúng không ạ? Thế bây giờ làm sao? Bây giờ bây giờ anh chị chỉ thấy túi anh chị không thấy cái ngón tay cái của mình nữa. Vậy bây giờ nếu anh chị nhìn ngón tay cái anh chị là đâu nhìn thấy túi đâu. Đúng không ạ? Mặc dù cái ngón tay cái của mình nó vẫn ở trước mắt mình nha, nhưng mà bởi vì cái đồng cái ánh mắt của mình nó đã thay đổi cái hướng nhìn rồi. Chúng ta thay đổi sự tập trung rồi. Thì ngay lập tức là mình không có thấy dấu vân tay nữa. Vậy thì qua cái bài tập này mình thấy được cái điều gì anh chị? Là cho dù là những cái điều mà thuận lợi Hay những cái cơ hội đã xảy ra trước mắt anh chị ấy. Nhưng mà nếu mà Mình có những cái thói quen là hay tập trung vào Những cái điều mà không tích cực đó anh chị Thì cho dù bao nhiêu cái cơ hội nó xảy đến Trước mắt của mình đi chăng nữa Thì các anh chị cũng sẽ không nhìn thấy và mình sẽ bỏ qua Nó cũng giống như là khi các anh chị đặt ra Cái mục tiêu, những cái ước mơ của mình ấy. Và vũ trụ bắt đầu thu hút Cho các anh chị những cái nguồn lực Nhưng mà nếu à nếu mà các anh chị ạ, nhưng mà do thói quen của mình ấy. Cái gì mà để mình cái gì mình cũng lo, cái gì mình cũng sợ. Giờ chuyện gì nó tới thì mình cũng sợ. Mình sợ trước rồi mình mới tính sau. Có nghĩa là mình có một cái thói quen là mình hay tập trung vào cái điều mà nó không có thuận lợi anh chị. Nên là mình hay sợ lắm. Mình nhìn vào cái mặt không tích cực anh chị. Nên nên là mình rất là sợ mình mình sợ mình nó dẫn tới cái việc là mình trì hoãn. Mình nghi ngờ mình không nắm bắt được và mình không có hành động. Và thế thì sao ạ? À? Thì mình toàn chỉ nhìn vào những cái điều mà không tích cực thôi anh chị ha. Mình thấy toàn những cái điều mà không tích cực thôi. Và chẳng có cái điều gì xảy ra đến với cuộc đời của mình khi mà các anh chị nhìn, nhìn những cái điều không tích cực anh chị. Bởi vì sao? Khi các anh chị tiếp tục nhìn vào những điều mà không tích cực thì sao anh chị? Thì mình lại tiếp tục thu hút những cái điều mà không tích cực đến với mình. Đúng không ạ? À? hay là tú cho anh chị một cái ví dụ mà chúng ta có thể thấy được ngay đúng không ạ đó là trong những cái năm vừa qua trong tầm khoảng 2 tới ba năm nay anh chị thì thị trường có hơi bất ổn một xíu không được ổn và có một số anh chị trong khoảng thời gian là 2 đến 3 năm nay ấy, thì cuộc sống của họ khi mà thị trường không có ổn định ấy, thì tự nhiên cuộc sống của họ đen rất là êm đềm luôn. Cái tự nhiên là đen ngon ơi anh chị ha, đen đi rất là đen rồi là cử ngựa xem hoa. Tự nhiên có một cái cơn bão kinh tế tới xong làm cho cuộc sống của họ mất cân bằng, mất cân bằng anh chị. cái uh, họ cái bắt đầu những anh chị đã mới nói rằng như vậy, ủa tự dưng mà đang yên đang lành đang làm việc cái tự nhiên công ty cho mình nghỉ, <laughs> à, tự nhiên đang lành đang ổn tự nhiên tài chính của mình bắt đầu nó không ổn nữa, nó không khỏe luôn. cái xong họ cũng suy nghĩ thôi mình ráng ráng mình chịu đựng <laughs> hai ba năm nữa chắc là bảo sẽ đi qua nhưng mà chờ hoài chờ đến bây giờ cũng chưa hết bảo anh chị. À, nhưng mà có một số chị ấy, Thì họ thấy rằng là gì? Trong 2-3 năm nay Thì cũng có rất nhiều anh chị Cũng đi qua Cũng cùng trải qua cái cơn bão Như tất cả mọi người Nhưng mà họ lại giàu lên Họ giàu lên rất là nhiều anh chị ha Cái công việc kinh doanh của họ Rất là thuận lợi luôn Và họ còn kiếm được rất là nhiều tiền Trong cái thời kỳ mà bảo Kiếm còn được nhiều tiền hơn Trong cái thời kỳ mà trước khi bảo chưa tới nữa và mình lại có một cái sự thật như này anh chị Đó là những cái người giàu họ lại ngày càng giàu lên Trong cái thời kỳ mà 2-3 năm vừa qua Còn người chưa giàu thì ngày càng lại chưa giàu hơn Họ lại càng cực kỳ chưa giàu Người giàu thì ngày càng giàu lên nhiều khi một số anh chị chúng ta chưa có hiểu chúng ta thấy rằng ủa sao mất sao nó không có công bằng gì hết ha người giàu sau ngày càng giàu lên ta còn người chưa giàu thì cứ cứ thế hoài về tôi chia sẻ các anh chị một cái điều này nè đó chính là Tại sao cho dù thị trường nền kinh tế như thế nào chăng nữa Thì người giàu vẫn tiếp tục giàu lên anh chị Họ giàu lên không phải vì họ may mắn đâu anh chị nha Mà là vì tất cả những cái người giàu anh chị Họ đều có một cái điểm chung Là họ đều luôn tập trung vào cơ hội và thuận lợi và những cái lợi ích Tại vì họ biết rằng ấy Ủa thị trường kinh tế nó như thế rồi Bây giờ nó luôn có hai mặt mà Bây giờ tập trung vào mặt không tích cực ấy thì mình hút những cái điều mà không tích cực Thế bây giờ mình tập trung vào mặt cơ hội đi Quan trọng mình nhìn vào mặt cái mặt nào anh chị ha Khi mình nhìn vào mặt cơ hội Thì mình sẽ tự hỏi chính mình như vậy Làm thế nào tôi tận dụng cái Cái cơ hội này để giúp tôi hoàn thành mục tiêu Còn nếu mà mình cứ nhìn vào những cái điều Mình bảo rằng ôi thôi xong rồi Đang yên đang lành tự nhiên bảo tới thì khi đó họ sẽ nhìn vào cái mặt là gì? Không tích cực và tự dưng họ nói chắc là năm nay không đạt được chỉ tiêu, không đạt được mục tiêu rồi. Thì đúng y như rằng cái chuyện nó cũng sẽ xảy ra anh chị nha. Đây là cái sự thật anh chị và đây là chân lý của vũ trụ luôn mà. À, nên khi mà các anh chị tập trung vào cái điều gì, cái điều đó sẽ mở rộng anh chị nha. Quy luật tập trung của vũ trụ đó chính là cái gì tập trung cái đó mở rộng. Và anh chị biết không à, khi mà tôi hiểu được cái điều này ấy, là ngày trước ấy, thay vì là có nghĩa là ngày trước anh chị tú là một cái người hay lo sợ, hay chần chừ khi mình đứng trước một cái việc gì đó mình hay trì hoãn lắm vì mình sợ các anh chị mình thấy vì vì mình có cái thói quen của uh, những cái người mà chưa thành công Và mình thấy một cái điều đó mình uh, mình sợ ấy, mình không dám làm nhưng mà từ khi mình tú tham gia vào câu lạc bộ và nhóm học tập của chúng ta ấy, uh, được học những cái bộ tư duy của những người thành công được uh, thực hiện những cái quy trình để khai phá cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong của mình thông qua chương trình 60 ngày anh chị thì thay vì hồi xưa tôi đứng trước một sự việc nào đó nó không thuận lợi anh chị và mình hay nghĩ rằng thôi xong rồi thôi chắc là mình không làm được đâu cái này chắc phải phải đợi có 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 ai đó giúp mới được nghĩa là mình không có tin về chính mình anh chị à, nhưng mà từ khi mà tôi tham gia vào chương trình uh, 60 ngày anh chị ha và tham gia vào môi trường câu lạc bộ cũng như là được học những kiến nhất của câu lạc bộ và chương trình 60 ngày của nhóm học tập chúng ta đúng không ạ bắt đầu ứng dụng khi mà Tú gặp những cái sự việc mình nó không có thuận lợi tới anh chị Thì thay vì hồi xưa mình hay uh, suy nghĩ là mình không làm được Mình chắc là không, mình khó bỏ qua Thì bây giờ Tú hay, Tú luôn tự nói với chính mình là gì Là nó luôn luôn có hai mặt Vậy thì bây giờ mình tập trung vào cái mặt nào ta Tập trung vào cái mặt cơ hội anh chị Người giàu là người tập trung vào cái mặt cơ hội Nên là bây giờ ứng dụng theo cái điều đó là mình ứng dụng như thế nào Mình tập trung vào mặt cơ hội thôi hồi xưa mình tập trung vào cái mặt gọi là không phải là cơ hội hồi xưa mình tập trung vào cái mặt gọi là không tích cực đó anh chị nó nhiều rồi và cái kết quả theo anh chị lúc anh chị tập trung vào những cái điều mà không phải là cơ hội cái kết quả anh chị nó có giống như anh chị mong muốn không hay là cái kết quả ngược lại anh chị tự nhiên mình tập trung vào cái điều không tích cực nè không thuận lợi cái xong kết quả cũng không được như mình mong muốn luôn vậy thôi mình tập trung làm gì thay vì như thế mình quyết tâm anh chị ha quyết tâm là mình có tư duy người giàu rồi anh chị mình tập trung luôn vào mặt cơ hội và khi mình tập trung vào mặt cơ hội thì tú thấy phép màu xảy ra anh chị phép màu xảy ra là cho dù như thế nào chăng nữa cho dù chuyện như xảy ra thì tú luôn nói với chính mình rằng là gì cái điều này nó đến để giúp cho mình thành công hơn điều này đến giúp cho mình đạt mục tiêu nhanh hơn nè và tú luôn tập trung vào cơ hội anh chị ha luôn tập trung vào những điều tích cực được không ạ cho dù chuyện nó xảy ra, rồi anh chị thấy là ý thức anh chị nó thấy rằng là không có thuận lợi, không có làm được đâu, vân vân, vân vân. kệ anh chị, đừng bao giờ bị bị đánh lừa bởi ý thức của mình nha. À, mà chúng ta hãy luôn tự nhau với chính mình, người thành công và người luôn tập trung vào cơ hội. À, vậy thì nếu bạn nói bạn là người thành công thì bạn phải tập trung vào cơ hội chứ. Vậy thì cái cơ cái lợi ích và cái cơ hội ở đây là gì đây? À, cái việc này nó đến để giúp cho mình đạt được mục tiêu của mình nè. Ờ, để mà các anh chị ứng dụng điều cả sức mạnh tiềm thức và lực hấp dẫn thì chúng ta phải gì? Vậy? Ờ, gọi là để mà chúng ta có thể ứng dụng một lực hấp dẫn và sức mạnh thấp đó anh chị hoàn thành được mục tiêu của mình ấy thì chúng ta phải rèn luyện cho mình một cái thói quen ấy, chính là luôn luôn tập trung vào cơ hội. thì các anh chị mới hấp dẫn được đến với mình những cái nguồn lực giúp anh chị đạt được mục tiêu chứ. Tại bên chị nghĩ như nào anh chị sẽ hấp dẫn những cái điều đó đến với cuộc đời mình ấy được không ạ à? và bao trong số anh chị chúng ta ở đây chúng ta bắt đầu uh, ra quyết định mình sẽ bắt đầu mình rèn luyện cho mình cái thói quen và cái tiêu duy của người thành công đó chính là luôn luôn tập trung vào cơ hội thì comment tôi cho tôi thấy anh chị nha Nên là trên cái hành trình anh chị đi anh chị thực hiện mục tiêu ấy thì sẽ có một số anh chị nói rằng là uh, mình hay gặp những điều không thuận lợi thì đó là chuyện bình thường anh chị nha mình yên tâm đi không phải một mình anh chị gặp đâu những người thành công ở trên hành trình họ đi họ cũng gặp những cái điều giống anh chị thôi ờ, tại vì sao anh chị tại vì sao mình thấy nó không có thuận lợi đây tôi sẽ giải thích cho anh chị biết tại sao mình thấy nó hơi khó là nó không có thuận lợi mình thấy nó không quen tại vì cái việc đó trước giờ mình chưa có biết trước giờ mình chưa có làm ờ, nên là thành ra mình thấy nó hơi lạ lạ xíu nhưng mà khi các anh chị làm nhiều rồi anh chị quen à đúng không ạ à? À, người ta có câu là trong hay không bằng tay quen anh chị khi mà các anh chị làm quen rồi mình thấy cái việc đó ôi dễ ờm dễ rất là bình thường được không ạ à? và một gọi là một gọi là uh, cứ mỗi lần mà các anh chị bắt đầu mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra anh chị ha thì có phải anh chị sẽ làm được những cái điều mà trước giờ anh chị chưa có làm và có một điều rất là tuyệt vời anh chị sẽ bắt đầu có những cái kết quả trước giờ vậy ba trước giờ các anh chị chưa từng có làm những việc trước giờ chưa từng làm Mà sẽ có những cái điều trước giờ chưa từng có anh chị mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra anh chị nha vùng thoải mái của các anh chị sẽ bằng cái vùng thịnh vượng ấy. nên bây giờ nếu anh chị muốn mở rộng cái vùng thịnh vượng gọi là cái vùng của sự giàu có thành công tiền tài lợi lạc may mắn tài lộc thì anh chị phải bắt đầu mở rộng cái vùng thoải mái của mình ra cái vùng thoải mái anh chị nhỏ thì cái vùng thịnh vượng anh chị nhỏ theo nó hai cái này nó tỷ lệ thuận với nhau mà được không ạ? À? Nên các anh chị phải gia tăng giá trị bản thân mình lên nha. Và mình dùng cái giá trị bản thân của mình để mình có thể giúp đỡ và trao giá trị đến thật nhiều người. Mình giúp thật nhiều người và khi đó anh chị sẽ kiếm được rất là nhiều tiền, rất là nhiều tiền các anh chị nha. Đây là quy luật rồi. À, khi mà một anh chị hỏi tôi làm sao để có thật nhiều tiền thì tôi sẽ hỏi họ một câu. À, anh chị có những cái giá trị gì? Anh chị có những cái giá trị gì trao đến cho thị trường à, Được không ạ à? Anh chị có cái giá trị anh trao cho thị trường Anh chị giúp được bao nhiêu người Anh chị sẽ kiếm được bao nhiêu tiền Chứ bây giờ giá trị không có cái đòi đi kiếm tiền <laughs> à Và khi tôi bắt đầu theo dõi thói quen của mình anh chị Từ khi tập trung vào những điều không tích cực Chuyển sang tập trung vào mặt cơ hội anh chị thì anh chị biết một cái điều rất là tuyệt vời Tôi luôn luôn đặt đạt được chính xác những cái mục tiêu mình đặt ra luôn Ở Mục tiêu năm 2019, 2020, 2021, 2022 Được không ạ? À? Nó rất là tuyệt vời anh chị ha Quan trọng anh chị phải ứng dụng nữa Tất nhiên cái kết quả của tôi không phải là kết quả điển hình anh chị Từng cá nhân khác nhau thì sẽ có những cái kết quả khác nhau được không ạ? À? Và có một điều rất là tuyệt vời Trên cái hành trình tôi đi tôi cũng phải rất là kiên nhẫn anh chị ha phải học tập và phải làm việc rất là chăm chỉ và mình luôn tập trung vào những điều tích cực anh chị để mình tiến ở phía trước nhưng mà còn bởi vì mình, anh chị hiểu không mà khi mà anh chị tập trung vào những điều mà không tích cực ấy anh chị sẽ rất là mất năng lượng anh chị cảm thấy mệt mỏi ở ngoài anh chị chỉ muốn nằm bẹp tới đó thôi chứ không muốn làm gì hết ấy. thì nó rất là tốn thời gian nhưng mà chúng ta sóc tinh thần mình lại được không ạ nên anh chị phải nhớ là mình phải tự chuyển hóa mình nha bởi vì chỉ có anh chị mới biết là anh chị đang suy nghĩ gì thôi chứ làm sao mà anh, tôi với anh chị có gặp nhau đâu mà sao tôi biết được làm sao tôi biết được anh chị ông gặp nhau rồi chỉ gặp nhau trên dâm mà dâm đây gặp mấy trăm người gần canh nghìn người sao hỏi Ồ, hôm nay anh chị làm sao thế hôm nay tôi nhìn thấy có vẻ chuyện một nghìn người sao biết hết được à một nghìn người nghĩ gì anh chị à nên chúng ta hãy bắt đầu xây dựng cho mình một cái thói quen mới của người thành công là cho dù chuyện gì xảy ra cho dù như thế nào hãy hỏi chính mình cơ hội của tôi ở đây là gì điều này đến giúp cho tôi thành công hoàn thành mục tiêu và đừng cho phép bất kỳ một cái chuyện gì nó có nó ngăn cản cái hành trình mà các anh chị đạt được mục tiêu nha à, hãy xem cơ hội của mình là gì mà mình hoàn thiện bản thân của mình và mình tiến tới mục tiêu của mình được không ạ và anh chị có biết không và chính là cơ hội nó luôn luôn ngụy trang dưới hình thức là vấn đề anh chị. Đôi khi mình thấy nó là một cái vấn đề nhưng mà anh chị biết không khi anh chị đạt được kết quả rồi anh chị sẽ biết được rằng trời ơi thì ra nó là cơ hội nhưng mà mình không thấy được. Mình không thấy được. À, có bao nhiêu số anh chị đã từng trải qua cái thời điểm là trong cuộc sống mình tự dưng mình đang đi làm, tự nhiên cái công ty không cho mình làm nữa. Và nhờ cái việc đó anh chị gặp một cái người quý nhân giúp cho các anh chị đạt được đúng cái điều mà anh chị muốn. Chẳng hạn như thế, anh chị comment tôi ạ Mà tôi nghĩ rằng là cuộc đời chúng ta cũng trải qua nhiều anh chị. Có đôi khi những cái sự kiện đến với cuộc đời của mình, lúc đó là mình không có hiểu tại sao, trời, ơi, tại sao, tại sao lại như thế, tại sao thế này, anh chị cảm thấy không có vui, anh chị không có hạnh phúc. Nhưng mà anh chị hãy luôn luôn nha Anh chị nhớ nha Kể cả những lúc mà anh chị cảm thấy là Hơi Hơi chọc dạ anh chị Cảm thấy là hơi bị tủi thân Hơi bị Sao không có công bằng với mình ấy. Có một điều mà tôi muốn chia sẻ Anh chị hãy luôn luôn tin tưởng vào tiềm thức của mình Bởi vì ông đèn thần của mình Ông rất là thương mình Anh chị vũ trụ mình rất là yêu mình luôn ấy sẽ luôn luôn sắp xếp mọi thứ trong một trật tự linh thiêng để giúp anh chị đạt được mục tiêu. Quan trọng anh chị phải có niềm tin với tiềm thức của mình hãy tin tiềm thức của mình nha không được nghi ngờ anh chị nha anh chị mà nghi ngờ nó rồi xong này ông đi đâu chơi rồi ông quên mình rồi chắc là đi đâu chơi rồi xong rồi quên mục tiêu của mình xong mà không thực thi giúp mình nè à. là ông đang làm cái nói này vừa phải thôi nha đang làm sắp mặt luôn không một lời cảm ơn biết ơn rồi còn đổ lỗi cho mình nữa không được anh chị hai chúng ta phải có niềm gọi là tin tưởng tuyệt đối vào tiềm thức của mình đôi khi có những sự kiện nó sẽ đến cuộc đời mình anh chị cảm thấy là không không có vui thậm chí anh chị còn có ý định từ bỏ nữa nhưng mà anh chị hãy nhớ nha hãy kiên nhẫn với mục tiêu của mình cái ngày mà các anh chị đạt được mục tiêu của các anh chị anh chị sẽ biết ơn những cái khoảnh khắc đó những cái khoảnh khắc đó anh chị ha đúng không à? giống như là những cái anh chị có mặt trong dung ngày hôm nay nè tại sao anh chị biết tới cái công thức tuyệt vời của nhóm học tập chúng ta và câu lạc bộ chúng ta các anh chị biết về sức mạnh thức các anh chị biết về sự hấp dẫn à, nó giúp cho các anh chị bởi vì và bắt đầu anh chị ứng dụng nó và từ cái giây phút anh chị biết về câu lạc bộ và nhóm học tập thì cuộc sống anh chị bắt đầu gì bắt đầu đạt có những cái bước tiến triển rất là khác luôn anh chị bắt đầu đạt được những cái kết quả như cái anh chị mong muốn vì sao ạ bởi vì anh chị đồng ý với tôi để nghe em anh chị gặp được câu lạc bộ hay nhóm học tập nha là trước đó đã có một cái sự kiện nào đó xảy đến với cuộc đời anh chị và chính vì cái sự kiện đó nó làm anh chị không có vui và anh chị ra quyết định thay đổi không ạ? Và chính nhờ cái thời khắc mà anh chị ra quyết định thay đổi ấy, thì tự dưng hôm nay anh chị gặp cái lạc bộ và anh chị ngồi trong phòng dưới này nè. Nên là hãy biết ơn những cái sự kiện xảy đến với cuộc đời của mình kể cả trong quá khứ anh chị nha. Vì nếu như mà các anh chị có những cái mục tiêu, những ước mơ trong cuộc sống ấy và các anh chị luôn có niềm tin về chính mình tin tưởng vào những ước mơ, những cái mong muốn của mình anh chị thì chắc chắn anh chị sẽ đạt được nó tôi khẳng định với các anh chị luôn cỡ nào vẫn đạt được anh chị ha cỡ nào cỡ cũng vẫn đạt được đúng không ạ và khi mà các anh chị nhìn lại cái cuộc hành trình của mình ấy, sau này khi anh chị đạt được mục tiêu rồi anh chị nhìn lại cái cuộc hành trình của mình ấy, anh chị sẽ rất là biết ơn luôn trời ơi, nhờ cái sự kiện này nhờ cái sự kiện kia mà làm mà giúp cho tôi có một cái cuộc đời bước sang một cái trang sử mới cái lúc đó lúc trước tôi không biết tôi chưa có vui tôi còn trách ông trời trách từ vũ trụ là sao đây mới cho tôi cái chuyện này chuyện kia nên là trong cái hành trình tôi đi qua anh chị à, tú ngày trước cũng từng như thế mà sau này tôi hiểu anh chị mình đọc bài luật hấp dẫn về sức mạnh tỉnh thức và lòng biết ơn ấy. mình nghiên cứu anh chị ha về cái bí mật của những cái người thành công ấy, thì tôi bắt đầu thấu hiểu cái điều này và hiện tại tôi cũng đang là một doanh nhân mà anh chị một người kinh doanh thì trên cái hành trình kinh doanh của tôi đôi khi cũng sẽ gặp những cái chuyện mà không thuận lợi nhưng nhưng mà những cái điều mà không thuận lợi anh chị nhưng mà tú lại nhìn mới là thậm chí là những cái lúc mà đứng trước những cái tình tình huống mà không thuận lợi luôn nhưng mà có những giai đoạn đầu tiên thì mình chưa quen như sau này mình quen anh chị mình thấy nó rất là nhẹ nhàng tại vì sao anh chị tại vì tú suy nghĩ như vậy nè có thể là cái việc này nó tới là vũ trụ đang sắp xếp một cái việc gì đó mà có thể là mình không có hiểu mình chưa hiểu được tại sao sự kiện lại đến với mình nhưng mà sao à không sao hết bởi vì Tú luôn có cái niềm tin với vũ trụ à, Và với tiềm thức của mình là vũ trụ rất là yêu thương mình Bởi vì mình là con cưng của vũ trụ mà anh chị Lúc nào tôi cũng suy nghĩ là mình là con cưng của vũ trụ Nên cỡ nào cỡ mình đặt ra mục tiêu mình đều hoàn thành được Vũ trụ chỉ luôn mang đến cho mình những cái điều tốt đẹp nhất thôi Nên chắc chắn là cái việc xảy đến với mình Nó sẽ giúp cho mình hoàn thành được cái mục tiêu của mình anh chị nha nên thay vì nhiều người anh chị họ không có được cái năng lượng họ không có vui à, Họ còn gì ạ họ, họ mang thậm chí là Khi mà như vậy anh chị Họ còn gặp những cái điều mà không thuận lợi hơn nữa Tại vì họ họ suy nghĩ thế nào Sẽ hấp dẫn những cái nguồn lực như vậy mà đúng không ạ Nhưng mà đối với những người thành công ấy Thì họ rất là hiểu rõ cái điều này về bản thân của Tố anh chị cũng rất là hiểu luôn Tố hiểu là có thể bây giờ Vũ trụ đang đưa cho mình những cái thông điệp Mà mình chưa có hiểu Mình chưa có biết làm thế nào Nhưng mà không sao mình cứ luôn luôn tin vào vũ trụ anh chị ạ à? là mình là con cưng của vũ trụ vũ trụ sẽ mang cho mình những cái điều tuyệt đời vời nhất tốt đẹp nhất đừng nghi ngờ anh chị và tú rất là hào hứng đợi xem xem cái cơ hội này cái lợi ích này trong cái việc này đến à, và mình hoàn thiện bản thân mình mình học mình tốt nghiệp những cái bài học và mình liên tục tiến ở phía trước mình không có mất mất cái thời gian tốn cái thời gian suy nghĩ anh chị mất năng lượng rồi không vui rồi này kia vân vân à, mà là mình tiến tiếp tục tiến ở phía trước mình rất là hào hứng và đợi xem cái kết quả phía cuối con đường là gì anh chị rất là hóng luôn không hết anh chị à nên là các anh chị hãy bắt đầu chuẩn bị cho mình một cái tâm thế nó rất là quan trọng anh chị thái độ tích cực một cái thái độ tích cực không phải là những cái lúc mà anh chị gặp thuận lợi anh chị mới tích cực nha những lúc đó tích cực là đúng rồi nhưng mà quan trọng là thái độ của anh chị phải luôn tích cực khi mà kể cả anh chị gặp những điều không thuận lợi trong cuộc sống và đây là sự khác biệt của những người thành công và những người không thành công thuận lợi thì ai cũng vui được hết trơn anh chị ơi nhưng mà không thuận lợi tự nhiên thấy mặt buồn ngay à. còn những người không thành công á, những người thành công anh chị ha thuận lợi hay không thuận lợi họ vẫn họ vẫn đón nhận họ vẫn happy họ vẫn biết ơn anh chị họ vẫn tiếp tục tiến về phía trước họ luôn giữ cho họ một cái thái độ tích cực à, còn những người mà không thành công là gặp không thuận lợi cái bỏ dép chạy luôn nên là về sau này anh chị trên cái hành trình anh chị đạt mục tiêu ấy các anh chị hãy vui vẻ lên, hạnh phúc lên, yêu thương, biết ơn và tận hưởng cái cuộc hành trình của mình anh chị ha enjoy cái the moment đó của mình anh chị. Được không ạ? Bởi vì tất cả mọi thứ ấy, nó uh, nếu mà nó đến khi mà các anh chị có mục tiêu ấy, các anh chị làm chủ tốt tâm trí của mình. Làm chủ tốt những cái suy nghĩ của mình, cái lời nói của mình, cái hành động của mình. Luôn luôn hướng về những điều tốt đẹp anh chị. Thì các anh chị yên tâm đi mọi việc đến với các anh chị sẽ giúp các anh chị thành công thôi. Mình phải luôn có một cái tâm thế và một cái thái độ tích cực như vậy anh chị để tiến về phía trước được không ạ? và cơ hội thì nó luôn được ngụy trang dưới cái hình thức là vấn đề nên các anh chị đừng có nghĩ rằng là gì sao cuộc đời của mình hay gặp cái này cái kia quá ta mà mình hãy nhìn đây là cơ hội anh chị ha được không nhìn vào đây là cái cơ hội Ờ à, nên là đấy ở bao trong số anh chị hiểu cái tư duy mà tôi vừa chia sẻ chính là gì? người thành công thì tập trung vào cơ hội người không thành công tập trung vào vấn đề tập trung vào những cái điều không thuận lợi thì comment số 2 anh chị À, thì đó là hai cái tư duy rất là tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay dùng ạ à, và một cái điều tuyệt vời hơn mà tôi cũng đã chia sẻ các anh chị ở đầu giờ mà đó chính là cái chương trình à, 60 ngày làm chủ sự giàu có à, của nhóm học tập chúng ta à, bắt đầu vào buổi trưa ngày mai à, chúng ta sẽ được học xuyên suốt trong 60 ngày anh chị từ thứ hai đến chủ nhật đúng không ạ à? à, để mà chúng ta đây là một cái chương trình à, à huấn luyện anh chị ha à, có tên là 60 ngày làm chủ sự giàu có và cái chương trình này á, là các anh chị sẽ được học những cái bộ tư duy của những người thành công và được thực hiện những cái quy trình uh, sẽ giúp cho các anh chị uh, vượt qua một cái vượt qua cái nỗi sợ hãi của mình uh, và giúp cho anh chị hình thành những cái thói quen của những người thành công bởi vì ngày trước tôi quá từng làm cái cô gái rất là nhiều nỗi sợ luôn và mình cũng có nhiều thói quen không tốt của những người thành công của những người không thành công anh chị chẳng hạn như chần chừ trừ, trì hoãn không dám hành động không dám làm có ước mơ nhưng không dám làm mà không có tin về chính mình nhưng mà khi tôi tham gia vào chương trình 60 ngày làm chủ sự giàu có anh chị và mình học những cái bộ tư duy của những người thành công và mình làm những cái quy trình ấy thì anh chị biết không ạ, có điều rất là tuyệt vời. Đó chính là Tú đã trở thành một cái người là không còn nghĩa là mình đã trở thành một người gọi là khai phá được cái con người phi thường bên trong của mình. Mình trở thành một cái người gọi là không đã không làm thì thôi mà một khi đã làm phải làm cho tới nơi tới chốn. À, và thậm chí là trong nhiều năm vừa qua anh chị, 5 năm uh, thậm chí là Tú là 5 năm nhưng mà nhiều anh chị là 10 năm, 20 năm, 30 năm là trong cuộc đời của mình mình có nhiều thói quen mà mình muốn thay đổi mà mình không thay đổi được ấy. Ờ, rồi mình cũng sợ rồi mình không có tự tin các thứ ấy, anh chị. Thì trong cái chương trình 60 ngày sẽ giúp các anh chị thay đổi một cách ngoạn mục lột xác hoàn toàn được không mà. Ờ, nên là cái sự chia và khi mà trên cái hành trình anh chị ha mà mình đi, nếu mình gặp những cái điều không thuận lợi thì mình cần phải làm những cái gì để mình tập trung vào những cái điều thuận lợi đây để mình liên tục chinh phục và đi đến mục tiêu của mình thì chúng ta sẽ được chia sẻ bí kíp trong chương trình 60 ngày anh chị nha còn ở chương trình Zoom 20 giờ chúng ta chỉ được học những cái nền tảng thôi còn nếu các anh chị muốn nâng bản thân mình lên một cái tầm cao mới và uh, nhanh chóng cũng như là thay đổi bản thân mình và thay đổi những cái thói quen của những người không thành công thành những cái người thành công và lột xác hoàn toàn anh chị ha thì chương trình 60 ngày là chương trình dành cho tất cả anh chị và chúng ta sẽ uh, trở thành một cái người gọi là nói được và làm được và làm tốt hơn những gì mình nói luôn uh, đã làm phải làm tới nơi tới chốn rồi mà đấy nên là các anh chị nào ấy mà chúng ta gọi là chúng ta um, có cái mục tiêu cũng như có cái mong muốn và có cái khát khao là mình khao khát được thay đổi uh, thì các anh chị uh, hãy uh, đăng ký và tham gia chương trình sống ngày. ngay hỏi những người bạn của mình anh chị ha để mà biết cái điều kiện tham gia được không ạ à? OK đấy bao trong số anh chị chúng ta ra quyết định những anh chị nào mà chưa có mặt nha mình ra quyết định là mình sẽ có mặt trong buổi trưa ngày mai thì comment uh, phím số 1 nha được không ạ? số 1 anh chị. Và thậm chí là trong chương trình đó anh chị, chúng ta còn được thiết lập được thiết lập cái bánh xe cuộc đời của mình. Để mà mình biết được rằng là trong vũ trụ này thế mạnh của các anh chị là gì, đam mê của các anh chị là gì nha. Các anh chị biết rằng là một cái công việc nào đó mà đúng theo đam mê của các anh chị ấy, hay đúng theo sứ mệnh của các anh chị ấy? Thì không ai làm lại các anh chị đâu Chẳng hạn như có một người Họ làm cái công việc họ đam mê Họ yêu thích anh chị Họ làm như chơi Họ làm mà chẳng để ý thời gian luôn Nhưng mà có một số người Người ta làm một cái công việc của họ Họ không có đam mê Thì họ làm cái nào Họ cũng canh về về anh chị Thì anh chị đã tú được, cho Tú hỏi nha Một cái người mà họ làm việc Họ có được nhiều cái thuận lợi nhất Trong công việc của họ Họ đam mê Họ yêu thích công việc của họ Họ làm việc Họ chẳng nhớ tới thời gian và một cái người họ làm việc nào cũng canh thời gian về Thì theo anh chị người nào sẽ thành công hơn Kiếm được nhiều tiền hơn à Người A hay người B Người A là làm việc không nhìn thời gian luôn Bởi vì đam mê Bởi vì họ có sứ mệnh Còn người B là người làm việc mà nhìn Nhìn thời gian Thì theo anh chị là người nào sẽ thành công hơn à Người A chứ đúng không ạ à? Nên là chúng ta cần phải tham gia cái chương trình 60 ngày anh chị Để tìm được cái sứ mệnh của mình Cái đam mê của mình trong vũ trụ là gì Các anh chị sẽ được thiết kế là cái vấn xe cuộc đời này các anh chị sẽ thấy rõ được cái con đường anh chị muốn cái con người anh chị mong muốn trở thành và anh chị cần phải cân bằng lại cuộc sống của mình được không ạ à, chúng ta sẽ được uh, học những cái bộ công thức cũng như là được uh, uh, thiết lập để mà anh chị có thể khai mở cái con người phi thường bên trong của mình được không ạ à, để mà từ đây về sau anh chị hãy loại bỏ hết tất cả những cái nỗi sợ loại bỏ hết tất cả những cái niềm tin những cái tiêu duy mà nó giới hạn chúng ta trong nhiều năm vừa qua và chúng ta sẽ được uh, thay đổi hoàn toàn chỉ trong vòng 60 ngày anh chị nha À, và nó sẽ giúp các anh chị có đầy đủ những cái phẩm chất của những người thành công à, chỉ trong vòng có 60 ngày thôi tuyệt vời không ạ nên là những anh chị nào ở đây chúng ta thật sự mong muốn có được những cái kết quả đột phá thì tôi khuyên các anh chị luôn ơi tôi đã đi qua cái hành trình này rồi không thể nào mà uh, tôi không uh, có thể chỉ anh chị hết được bởi vì trong nó là một cái chương trình chuỗi series 60 ngày mà nên là các anh chị phải là người trải nghiệm trên chính cơ thể của mình và mình phải đi qua anh chị nha nên là các anh chị sắp xếp thời gian cũng như công việc À, và tất cả mọi thứ để mà chúng ta có thể là tham gia được anh chị nhé được không ạ à? à, và chương trình này không dành cho tất cả mọi người nó chỉ dành cho những bởi vì nó có điều kiện anh chị và các anh chị nào phải thỏa được điều kiện thì mình sẽ được tham gia à, nên là cái chương trình này chỉ dành cho những anh chị nào thật sự khát khao thay đổi cuộc sống của mình nên nếu như bây giờ ngay lúc này anh chị đang mong muốn thay đổi cuộc sống của mình khát khao lắm rồi thì chương trình này nó dành và nó phù hợp với các anh chị nha còn nếu mà các anh chị kệ không thèm thay đổi tới đâu hay tới đó thì thôi chương trình này không phù hợp với các anh chị đâu đều mà bởi vì cái cái chương trình này đó là một cái cấp độ cái khóa uh, huấn luyện chuyên sâu anh chị rất là cao và nó cần một cái sự nghiêm túc và nó cần gì à, uh, nó cũng cần một cái sự khát khao thì anh chị mới có thể tham gia được Được không ạ à? uh, và bao nhiêu trong số anh chị chúng ta mong muốn đăng ký tham gia thì chúng ta hãy hỏi những cái người bạn gửi link cho mình nha anh chị nha uh, và tú hẹn gặp lại tất cả anh chị uh, trong cái buổi dung uh, sáu ngày trưa ngày mai đúng không ạ à? Rồi ok rất là tuyệt vời à, Và nếu các anh chị mong muốn bước phá Thành công bước phá Và thành công là một cái hành trình không phải là đích đến anh chị ha Và cái hành trình này bao gồm những cái bộ tư duy Bộ suy nghĩ của và những cái phẩm chất Của những người thành công Thì trong chương trình 60 ngày làm chủ sự giàu có này Anh chị sẽ được gì ạ à, Không chỉ là một ngày cho anh chị Mà là 60 ngày liên tục Anh chị sẽ được gì ạ à, Thiết lập và khai phá là, là, Gọi là khai phá cái con người phi thường bên trong của mình ấy mà bao nhiêu năm vừa qua là mình không có biết cách sử dụng mình để nó ngủ quên đấy, à, thì trong cái chương trình 60 ngày anh chị sẽ được khai phá và được gì? Chúng ta sẽ bắt đầu dám nghĩ lớn anh chị ha, được không ạ? À? Đây thì đó là lời khuyên của tôi dành cho anh chị nha, lời khuyên là của tôi quyết định là của anh chị được không ạ? À? À, và bao trong số anh chị chúng ta ra quyết định là mình tham gia chương trình 60 ngày thì mình comment tôi anh chị. Rồi ok, rất là tuyệt vời luôn. Rồi tôi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. À, và buổi dung tối ngày hôm nay chúng ta đã hết giờ anh chị ha. Và tôi cảm ơn các anh chị đã đồng hành cùng Tú trong buổi tối ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong buổi dung 60 ngày trưa ngày mai của nhóm học tập chúng ta được không ạ? Và những anh chị nào không tham gia hay sao? Hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 20 giờ tối ngày mai cùng với nhóm học tập của mình. À, nhưng mà tôi nhớ chúng ta hãy ra quyết định là mình kịp thời có mặt trong chương trình 60 ngày trưa ngày mai được không ạ? Rồi ok, xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh chị. em Bye, Bye. Cảm ơn là một bông hoa, cảm ơn là lời yêu thương. Bạn ơi, xin nhớ nói câu cảm ơn. Một khi nhận gì từ ai mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn g a m o n hé môi xinh nói lời cảm ơn g a m o n hé môi xinh nói lời cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn là một bông hoa cảm ơn là lời yêu thương bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn một khi nhận gì từ ai dù mua hoặc là người cho bạn ơi xin nhớ nói câu cảm ơn cảm ơn